Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 18. Từ Hiểu Bắc đón Lý Dục Thần vào phòng. Có mấy người ngồi trong phòng khách, đều là người tham gia tiệc đón tân sinh viên, Lý Dục Thần cũng từng gặp. Họ nhìn thấy Lý Dục Thần đến, đều cung kính đứng lên. Từ Hiểu Bắc nói, là thế này, vừa nãy, trên mấy nền tảng xã hội đều ra mấy bài viết, liên quan đến cô Lâm Mộng Đình và nhà họ Lâm. Trong đó còn nhắc đến anh Ý Lý và cô Đinh Hương. Bài viết rất hot, lên luôn trang nhất hot search. Nhưng cũng may, chúng tôi phát hiện kịp thời, lập tức liên lạc với nền tảng xóa bỏ bài viết. Nhưng vẫn có bài bị phát tán, gây ra ảnh hưởng không hay lắm. Nói xong, Từ Hiểu Bắc đưa điện thoại qua. Lý Dục Thần nhận lấy điện thoại, trong đó có hai bài viết. Anh nhanh chóng lướt xem xong, càng đọc càng cau mày chặt. Bài viết hoàn toàn bôi nhọ Lâm Mộng Đình và nhà họ Lâm, viết rất nhiều thông tin xấu, những nội dung này cũng khá ra gì, trong 7 phần giả có 3 phần thật, khiến người ta khó mà phân biệt. Bài viết cũng nhắc đến Lý Dục Thần và Đinh Hương. Biên soạn ra câu chuyện yêu hận tình thù giữa họ và Lâm Mộng Đình. Miêu tả Lý Dục Thần vì tài sản của nhà họ Lâm, bỏ rơi Thanh Mai Trúc Mã, đeo bám Thiên Kim Hào Môn, sau đó lại cùng Lâm Mộng Đình lên kế hoạch, mưu hại cả nhà Lâm Thiếu Bình. Cộng đồng mạng vô cùng quan tâm đến câu chuyện Thiên Kim Hào Môn, vì bài viết có vẻ vô cùng chân thực, hơn nữa còn đăng ảnh của Lâm Mộng Đình và Đinh Hương. Chỉ với dung mạo của hai người họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý, đủ để bài viết nổi tiếng, huống hồ còn có ân oán tình thù Hào Môn trong đó. Lại thêm gần đây trận chiến thương trường giữa nhà họ Lâm và nhà họ Viên đã được giới truyền thông tuyên truyền. Những bài viết này vừa được đăng lên, không những tổn hại danh tiếng của Lâm Mộng Đình và Lý Dục Thần, cũng càng khiến nhà họ Lâm vốn đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió lại càng thêm khó khăn. Nếu không phải đám người Từ Hiểu Bắc phát hiện, và kịp thời xóa bỏ, ngày mai ngưỡng cửa của nhà họ Lâm sẽ bị dẫm nát, cục diện trận chiến thương trường nhà họ Lâm càng thêm bị động, còn Lâm Mộng Đình và Đình Hương cũng không thể tiếp tục học ở Đại học Nam Giang. Lý Dục Thần trả lại điện thoại cho Từ Hiểu Bắc, nói một tiếng cảm ơn. Từ Hiểu Bắc được cổ vũ, hưng phấn nói, anh Lý, đây là việc nên làm. Huống hồ, việc này cũng liên quan đến danh tiếng của Đại học Nam Giang, chúng tôi học ở đây, cũng có nghĩa vụ cố gắng làm rõ chuyện này. Bây giờ tình hình thế nào, đã xóa hết chưa, Lý Dục Thần không hiểu lắm về Internet, không khỏi lo lắng hỏi còn ảnh hưởng không. Mấy nền tảng lớn nhất đều xóa rồi, một số bài viết nhỏ lẻ, các bạn học vẫn đang cố gắng, Từ Hiểu Bắc chỉ vào một anh chàng nói, cũng may Đại học Nam Giang chúng ta có nhân tài, ở đây có cao thủ về các mặt có máy tính. Mạng, truyền thông, marketing, mới có thể xóa được ảnh hưởng trong thời gian ngắn như vậy. Từ Hiểu Bắc nói rất hay, không độc chiếm công lao, mà đẩy công lao cho mọi người. Lý Dục Thần nhìn trên bàn quả nhiên bày rất nhiều laptop, lúc anh vừa đến, những người này không phải đang thao tác máy tính, thì đang gọi điện. Thực ra anh biết rõ, có thể xóa được hot search trong thời gian ngắn như vậy, chủ yếu vẫn dựa vào Từ Hiểu Bắc. Không có sức ảnh hưởng của gia tộc lớn tay chọc trời như nhà họ Từ, muốn xóa bài hot trên Internet, đâu có dễ như vậy. Đương nhiên, những người khác chắc chắn có công. Đúng như lời Từ Hiểu Bắc nói, những người có thể thi được vào Đại học Nam Giang, đâu có người nào vô dụng. Anh gật đầu với những người đang ngồi, tỏ ý cảm ơn. Những người này đều được khích lệ, ánh mắt nóng hắn lên. Mộng Đình và Đinh Hương đâu, Lý Dục Thần hỏi. Từ Hiểu Bắc nói. Hôm nay cô Lâm và cô Đỉnh Hương đều mệt, cũng đã muộn như vậy, tôi chưa nói với họ. Lý Dục Thần vỗ vai Từ Hiểu Bắc, tốt, anh làm đúng lắm. Từ Hiểu Bắc này, không hổ là con trai của Từ Thông, rất biết làm việc, cũng rất biết làm người. Trải nghiệm trong tiệc đón tân sinh viên hôm nay, có lẽ cũng khiến gã trưởng thành không ít. Biết là do ai làm không? Thật ra Lý Dục Thần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được là do ai làm. Nhưng anh cần chứng cứ xác thực. Bởi vì chuyện gì đều có ngoài ý muốn. Từ Hiểu Bắc đáp, là Vương Văn Tĩnh. Người đang ở đâu? Trên tầng, tôi bảo vệ sĩ trông cô ta rồi. Đi, dẫn tôi lên. Từ Hiểu Bắc nói với những người khác, mọi người tiếp tục, cần phải xóa sạch sẽ các bài đăng. Nhớ kỹ, không phải lo việc dùng tiền, tiêu bao nhiêu cũng được, tôi bỏ ra. Ngoài ra, cũng phải theo dõi trên mạng, không? Để làm nó cho tàn lại cháy, xuất hiện trên các nền tảng khác. Mọi người cùng đáp được, rồi lại lâm vào bận rộn. Từ Hiểu Bắc nghiễm nhiên đã trở thành lãnh tụ của những người này.
Từ Hiểu Bắc dẫn Lý Dục Thần lên tầng 2, trong một căn phòng trên đó, anh gặp được Vương Văn Tĩnh. Người trông coi Vương Văn Tĩnh chính là vệ sĩ đi theo bên người Từ Hiểu Bắc trên tiệc chào người mới hôm nay. Là cô. Lý Dục Thần nhận ra, đây là người phụ nữ muốn hát rượu vào người Lâm Mộng Đình trên tiệc chào người mới. Tại sao phải làm như thế? Vương Văn Tĩnh sớm đã bị dọa sợ, co rúm lại trong góc, nhưng không nói một lời nào. Từ Hiểu Bắc trầm giọng nói, Vương Văn Tĩnh, đã đến lúc này rồi, cô còn giấu giếm cái gì nữa? Cô đã quên kết cục của trung thần rồi à? Thân thể Vương Văn Tĩnh đột nhiên run rẩy, cô ta chợt sụp đổ, khóc òa lên. Bọn họ không cho tôi nói, tôi không dám nói. Bọn họ hạ chú trên người tôi, nếu tôi nói ra, sẽ chịu đau đớn gấp trăm lần so với cái chết, còn cả người trong nhà tôi nữa, cũng sẽ bị bọn họ hại chết. Hu hu hu. Hạ chú. Lý Dục Thần sững sờ, chú mà dùng phương pháp hạ, chỉ có cổ độc mới có thể hạ trên người. Nhưng nếu là cổ độc, sao có thể tránh được thần thức của anh? Anh đi đến trước người Vương Văn Tĩnh, nắm lấy mạch môn của cô ta. Khoảnh khắc tiếp xúc với làn da của Vương Văn Tĩnh, Lý Dục Thần cảm nhận được một dòng khí cực kỳ âm hàn. Ma ha ma ha, khặc khặc khặc, a ma a la, hi 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 hi. Một âm thanh kỳ quái truyền đến từ trong cơ thể Vương Văn Tĩnh, lại như thể đến từ hư không vô biên, chú ngữ vô hình xen lẫn với tiếng cười the thé. Tiếng tim đập của Thiên Mai. Lý Dục Thần giật nảy mình. Tiếng tim đập của Thiên Ma là công pháp ma đạo. Vương Văn Tĩnh này bị người khác thi triển ma chú, ma âm nhập hồn, ma chủng gửi trong người Vương Văn Tĩnh. Tại sao tiền đường lại có người trong ma đạo lui tới? Điều này khiến Lý Dục Thần mơ hồ lo âu. Giáo phái nước ngoài đang theo dõi Hoa Hạ, Thái Dương Thánh Giáo đã hoạt động tại tiền đường, giờ lại thêm hoạt động của ma đạo, đây không phải là tin tức tốt đối với đạo môn Hoa Hạ. Năm đó, 100.000 kiếm tiên bày kiếm trận vạn tiên trên đỉnh Thiên Đô, kiếm khí quét ngang hư không, đánh lui thiên ma ngoại vực. Cũng bởi vậy, đỉnh Thiên Đô được các tiên môn trong thiên hạ tôn vinh thành tổ đình, được gọi là cổng vạn tiên. Kiếm trận vạn tiên ở ngay trong hư không trên đỉnh Thiên Đô, Lý Dục Thần từng tu luyện tại đỉnh núi, ngửa mặt nhìn lên mặt trời trên không trung, thân thể được kiếm khí vạn tiên tầm bổ. Nếu như phàm trần lại xuất hiện bóng dáng của ma giáo, vậy rất có thể thiên ma ngoại vực đã ngo ngoe dục dịch. Chuyện này quan trọng hơn cả việc giáo phái nước ngoài xâm lấn Hoa Hạ. Lý Dục Thần điểm một ngón tay tại mi tâm Vương Văn Tĩnh, cương khí Thiên Đồ bắn vào trong cơ thể. Một âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, trong đó mang theo một ít chú ngữ nghe không hiểu, rồi dần dần nhạt đi. Lý Dục Thần thu tay lại, nói tôi đã giúp cô loại bỏ ma chú, nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Vương Văn Tĩnh dường như không dám tin tưởng, liều mạng lắc đầu. Từ Hiểu Bắc nói tiếp, Vương Văn Tĩnh, giờ cô không nói sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Rơi vào trong tay bọn họ, cô sẽ chỉ gặp phải kết cục bi thảm hơn. Nói cho cậu, Lý, có lẽ cô còn có thể được cứu. Là Viên Thế Kiệt. Lúc bấy giờ, Vương Văn Tĩnh mới khóc sướt mướt, kể lại những chuyện đã xảy ra. Hóa ra, cô ta bị Cù Hạo Dân cổ vũ, hai người cùng đi tìm Viên Thế Kiệt. Cù Hạo Dân nghĩ ra ý tưởng, nói có thể viết bài trên mạng, bôi đen Lâm Mộng Đình và Lý Dục Thần, lợi dụng Internet kích động quần chúng, làm bọn họ thất bại trên mặt truyền thông, đồng thời cũng khiến nhà họ Lâm rơi vào tai họa. Viên Thế Kiệt cung cấp rất nhiều tư liệu có liên quan đến nhà họ Lâm, Cù Hạo Dân và Vương Văn Tĩnh đều là sinh viên Đại học Nam Giang, bản thân lại rất có tài, nên bài viết của bọn họ hoàn thành và đăng lên mạng rất nhanh. Làm xong mọi chuyện, Viên Thế Kiệt đột nhiên muốn Vương Văn Tĩnh đi vào buổi đêm cùng anh ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Văn Tĩnh còn tưởng rằng mình gặp may, được, cậu Viên coi trọng, từ đây có thể trèo lên cành vàng. Ai ngờ, cô ta ôm ấp yêu thương, mây mưa một hồi, chợt nhận ra kẻ đè ép trên người mình không phải Viên Thế Kiệt, mà là một bóng đen. Cô ta không nhìn rõ khuôn mặt người kia, chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng từ tận đáy lòng. Cô ta hoàn toàn không có sức lực giấy giụa, chỉ có thể mặc cho bóng đen thao túng, đến tận khi bóng đen kia thỏa mãn và rời đi. Sau đó Viên Thế Kiệt vào phòng, nói với cô ta là không được nói chuyện này cho bất cứ ai, nếu không chú trên người cô ta sẽ phát tác, khiến cô ta sống không bằng chết. Anh ta còn uy hiếp của người nhà của cô ta nữa. Bọn họ còn giết chết Cù Hạo Dân trước mặt cô ta.
Cô ta trơ mắt nhìn thấy Cù Hạo Dân run rẩy trên mặt đất, thân thể chậm rãi héo rút, cuối cùng chỉ còn lại da bọc xương. Thật là đáng sợ. Nói đến cái chết của Cù Hạo Dân, cả người Vương Văn Tĩnh run rẩy, điên cuồng túm lấy tóc mình. Hình ảnh này đã đánh sâu vào tâm lý của cô ta. Bọn họ thả cô trở về, hẳn là có nhiệm vụ cho cô đúng không? Từ Hiểu Bắc hỏi. Vương Văn Tĩnh lại lắc đầu, bọn họ chưa nói muốn em làm cái gì, còn bảo em quay về trường học. Từ Hiểu Bắc cảm thấy rất kỳ quái, Cù Hạo Dân bị giết chết một cách dễ dàng, tha mạng cho Vương Văn Tĩnh làm gì? Hay là bởi vì trông cô ta xinh đẹp, nhưng lấy thân phận của Viên Thế Kiệt, muốn phụ nữ thế nào? Chẳng có, đám mỹ nữ muốn đi theo anh ta còn có thể xếp hàng đến tận thành phố Hòa. Chắc hẳn nhiệm vụ của cô ta là tôi, Lý Dục Thần bỗng nhiên nói. Anh, Từ Hiểu Bắc khó hiểu. Lý Dục Thần nói, trên mạng có bài đăng nói xấu Mộng Đình và nhà họ Lâm, chắc chắn sẽ bị điều tra ra rất nhanh. Chẳng qua Viên Thế Kiệt cũng không nghĩ được Từ Thiếu lại hành động nhanh như vậy. Chuyện này, tôi phải cảm ơn anh. Trở về nói cho bố anh biết, tôi nợ nhà họ Từ anh một nhân tình. Từ Hiểu Bắc nghe vậy thì chỉ cảm thấy như nở hoa trong bụng. Gã đã nghe được về sự lợi hại của Lý Dục Thần từ chỗ Từ Thông, cũng nghĩ mà sợ, nếu không phải bố mình tới đúng lúc, thật sự không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Cũng may là trong cái rủi có cái may, Từ Thông còn kéo gần quan hệ với Lý Dục Thần. Chính là Từ Thông vẫn nhớ mãi không quên, lúc ba tỉnh tụ hội, rõ ràng Từ Thông là người thứ nhất đưa ra khẩu hiệu lấy cậu Lý làm vua, lại bị nhà họ Tiêu thành phố Tuyên và thành nhà họ Thẩm thành phố Cô cướp mất nổi bật. Tiêu Thập Nương mời Lý Dục Thần đến thành phố Tuyên, mà nhà họ Thẩm lại lấy ra Thiên Lôi Phủ coi như một món quà lớn, trực tiếp khiến Lý Dục Thần nói ra bất cứ lúc nào, nhà họ Thẩm đều có thể yêu cầu Lý Dục Thần làm một chuyện. Hôm nay Từ Hiểu Bắc để Lý Dục Thần nợ nhà họ Từ một nhân tình, nếu để Từ Thông biết không phải sẽ tức chết sao? Cậu Lý, anh khách sáo quá, đây là điều tôi phải làm mài. Lý Dục Thần gật đầu, tiếp tục nói, Vương Văn Tĩnh chỉ là người phàm. Căn bản không cần hạ ma chú cho cô a, Viên Thế Kiệt muốn đối phó với cô ta sẽ có rất nhiều biện pháp. Ma chú trên người cô ta là muốn để cho tôi nhìn thấy. Bọn họ muốn lấy cái này để thử tôi, xem tôi có thể phá giải được hay không. Thì ra là thế, Từ Hiểu Bắc lập tức hiểu ra. Tôi vốn muốn đi tìm anh ta tính sổ, nếu anh ta vội vã muốn chết như thế, còn cấu kết với ma đạo, tôi sẽ thanh toán cho anh ta, Lý Dục Thần nói. Hiểu Bắc, anh có biết địa chỉ nhà họ Viên không? Từ Hiểu Bắc lập tức nói, tôi sẽ đi tra giúp anh. Được, tôi đi trước một bước, anh tra được thì gửi vị trí cho tôi. Lý Dục Thần biết, lấy quan hệ của Từ Hiểu Bắc, muốn điều tra địa chỉ của thế gia giàu có này chắc chắn sẽ chính xác hơn anh. Nên xử lý cô ta như thế nào đây? Từ Hiểu Bắc chỉ vào Vương Văn Tĩnh hỏi. Anh xem mà làm đi, Lý Dục Thần nói. Vương Văn Tĩnh bị thiên ma tâm âm ảnh hưởng. Lại bị ma nhân xâm phạm, tâm hồn đã bị tổn thương, rất nhanh sẽ bị bệnh nặng, có thể chống đỡ được không thì chỉ có thể xem số phận của cô ta thôi. Đương nhiên là Lý Dục Thần có biện pháp chữa khỏi cho cô ta, nhưng anh không có nghĩa vụ làm như vậy. Về phần Từ Hiểu Bắc sẽ làm như thế nào, Lý Dục Thần cũng không quan tâm. Rời khỏi Hương Nhã Uyển không lâu, Lý Dục Thần đã nhận được định vị biệt thự nhà họ Viên mà Từ Hiểu Bắc gửi tới, còn nói qua về bố cục bên trong. Ví dụ như tòa nhà nào là chỗ ở của Viên Thọ Sơn, Viên Thế Kiệt thì ở hòa nhà nào. Sợ rằng chỉ có loại gia tộc như nhà họ Từ mới có thể lấy được loại tư liệu này thôi. Nhưng mà Lý Dục Thần cũng không quan tâm, anh lại không cần lén lút, cứ thoải mái đi vào từ cửa chính, không thấy Viên Thế Kiệt thì cứ đánh hết cả đám là được. Lúc này đã là đêm khuya, đa số phòng ốc trong khu biệt thự nhà họ Viên đã tắt đèn. Chỉ có một tòa nhà trong đó vẫn còn sáng. Viên Thế Kiệt đứng trong phòng khách, vẻ mặt hưng phấn nói, tôi thật sự có thể tu hành ư. Nếu có người thấy bộ dáng này của anh ta, nhất định sẽ thấy rất khó hiểu. Bởi vì lúc này trong phòng khách ngoại trừ anh ta ra thì hoàn toàn trống rỗng, anh ta đang nói chuyện với không khí đối diện. Nhưng mà trong không khí lại truyền đến hồi âm, mặc dù cậu còn thiếu chút tư chất, nhưng không sao cả, có tôi ở đây, cục đá cũng có thể biến thành ngọc. Sư phụ ở trên hãy nhận cái dập đầu này của đệ tử, Viên Thế Kiệt quỳ rạp xuống đất dập đầu. Ha 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 ha, giọng nói thần bí cười rộ lên, đừng vội bái sư, muốn gia nhập với chúng tôi cũng không dễ dàng như vậy đâu, chờ cậu học được công pháp sơ cấp mà tôi dạy cho cậu rồi nói sau.
Viên Thế Kiệt có chút thất vọng, chỉ có thể học công pháp sơ cấp sao? Hừ, cậu đừng xem thường công pháp sơ cấp của tôi, cậu học xong cũng đủ để cậu tung hoành khắp nơi. Thật ư, tôi có thể đánh thắng được tên nhóc Lý Dục Thần kia không? Nghe nói tên nhóc kia rất giỏi đánh đấm. Cậu ta cũng không đơn giản là giỏi đánh đấm thôi đâu. Vừa rồi tôi đã cảm ứng được thiên ma tâm âm trên người con bé kia đã bị phá, người phá pháp có khí thiên cương vô cùng thuần khiết. Không ngờ được nhà họ Lý vẫn còn có đời sau còn sống, lại là đệ tử tiên môn chính tông. Nhà họ Lý, anh ta không phải là tên nhặt ve chai sao? Nhặt ve chai, nói lung tung, lúc nhà họ Lý cường thịnh, 10 nhà họ Viên của cậu cũng không đủ lọt vào mắt người ta đâu. 10 nhà họ Viên cũng không đủ xem, quá phóng đại đi. Làm thiếu gia nhà họ Viên một trong 3 gia tộc lớn của Tiền Đường, Viên Thế Kiệt rất hiểu truyền thừa thế gia. Một khi gia tộc lớn quá mức sẽ phải phân ra các dòng bên độc lập phát triển như nhà họ Tiên, nhưng nếu làm như vậy, thực lực sẽ bị phân tán. Người đừng nói với con là tứ đại gia của thủ đô đấy nhé, chẳng lẽ tên kia là một trong tứ thiếu thủ đô chạy tới Nam Giang để làm mầu. Ha ha ha. Viên Thế Kiệt cảm thấy vô cùng buồn cười. Trong mắt anh ta, Lý Dục Thần chỉ là một thằng nhà quê tương đối biết đánh nhau thôi. Người nhà họ Lâm bị mù mắt mới chọn anh làm con rể nhà họ Lâm, tự rước họa vào thân. Viên Thế Kiệt mỉm cười, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì giọng nói đến từ hư vô kia đã rơi vào yên lặng. Sư phụ! Viên Thế Kiệt gọi một tiếng với không khí. Người, không phải đang đùa sao? Hay, trong không khí truyền đến tiếng thở dài, con sai rồi, không phải tứ đại gia thủ đô. Viên Thế Kiệt thở phào nhẹ nhõm, con đã nói rồi, sao có thể là đám quái vật tứ đại gia kia chứ? Tiếp đó, anh ta nghe thấy tiếng cười lạnh, hừ hừ, quả thực không phải tứ đại gia, mà là nhà họ Lý đã từng được mệnh danh là thế gia đệ nhất thế giới. Cái gì cơ? Viên Thế Kiệt vô cùng giật mình, anh ta mơ hồ nhớ lúc ngồi rỗi rãi tám chuyện với bạn. Từng nghe bạn bè ở thủ đô nhắc đến một hào môn siêu cấp bị kẻ khác diệt môn trong một đêm của 20 năm trước. Những chuyện này hình như là điều cấm kỵ trong miệng bậc cha chú thế gia, hầu như chẳng ai nhắc đến. Mà người trẻ tuổi thì không biết rõ đoạn lịch sử ấy, toàn dựa vào tin đồn để đoán giả đoán non. Sư phụ, sao người lại biết được? Sao ta biết ấy à? Ha 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 ha, ta đương nhiên biết, ha ha ha. Tiếng cười khiến không khí xung quanh cũng chấn động theo, xuất hiện từng cơn sóng gợn, một cái bóng màu đen đi ra từ giữa những cơn sóng. Viên Thế Kiệt giật nảy mình, vội vàng xoay người lại. Con làm gì thế? Con biết sư phụ không dùng gương mặt thật gặp người, những người từng thấy khuôn mặt thật của người đều sẽ chết. Viên Thế Kiệt quay lưng, không dám động ậy, con cam đoan, vừa rồi con không nhìn thấy bất cứ cái gì. Ha 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 ha, quả thực là vậy. Người thấy được gương mặt thật của ta đã chết hết rồi, nhưng con khác bọn họ. Con là đồ đệ của ta, không gì là không thể nhìn. Thật à? Đương nhiên là thật. Viên Thế Kiệt vô cùng mừng rỡ, xoay người lại, tưởng có thể thấy được chân dung. Nhưng anh ta chỉ nhìn thấy một hình bóng đang ngồi trên ghế sofa. Chỉ là một cái bóng, không có ai. Sư phụ! Trong lòng Viên Thế Kiệt khẽ run lên, đã bảo là gương mặt thật mà. Con trông thấy cái gì, cái bóng hỏi. Một bóng người, Viên Thế Kiệt lắc đầu nói. Cái bóng cười ha hả, có bóng dáng sẽ có thật thể, con nên tìm thuận theo hướng ánh sáng. Viên Thế Kiệt ngẩng đầu nhìn vị trí bóng đèn trong phòng. Anh ta phát hiện ánh sáng chiếu từ sau lưng mình tới ghế sofa. Viên Thế Kiệt bèn xoay người, nhìn ra sau lưng. Sau đó, anh ta thấy trên mặt đất cũng có một cái bóng, nhưng vẫn chẳng thấy ai. Sư phụ! Rốt cuộc người ở đâu? Con lại quay đầu nhìn xem. Viên Thế Kiệt chợt cảm thấy lạnh sống lưng, chậm rãi quay người một lần nữa, thấy cái bóng vẫn còn trên ghế sofa. Sư phụ, người đừng đùa con sợ lắm. Sợ, có gì phải sợ, kha kha kha. Cái bóng phát ra tiếng cười kỳ quái, như tiếng một tờ báo rách bay trong gió lớn. Ta cảm giác được, anh ta đã đến. Viên Thế Kiệt không hiểu. Đúng lúc này, một giọng nói truyền từ bên ngoài vào trong phòng. Viên Thế Kiệt, ra đây trò chuyện hai câu. Âm thanh kia vang vọng giữa bầu trời đêm, quanh quẩn khắp khu biệt thự nhà họ Viên. Đèn lần lượt được bật lên, chỉ chốc lát sau, toàn bộ đèn của khu biệt thự đã sáng rực như ban ngày. Có nghe thấy không, người ta tới tìm con đấy, cái bóng nói,
như thể đang mỉm cười nhìn Viên Thế Kiệt. Viên Thế Kiệt giật mình, đây là Lý Dục Thần. Thật ra anh ta chưa từng gặp mặt trao đổi trực tiếp với Lý Dục Thần, đương nhiên cũng chưa từng nghe được giọng Lý Dục Thần. Sao anh ta làm được vậy, cầm loa công suất lớn sao? Con sợ không, cái bóng hỏi. Nực cười, con sợ cái gì? Nơi này là nhà họ Viên. Nhà họ Viên con không có ai đánh thắng được anh ta. Vậy, vậy thì gọi bà dì của con đến, bà dì của con là Tông Sư, Viên Thế Kiệt đáp. Ồ, cái bóng có vẻ hơi bất ngờ, tiền đường chỉ có một Tông Sư, con gọi Hà Trường Xuân là bà dì. Đúng ạ. Ha ha, khá thú vị, giọng điệu của cái bóng khiến người ta nhìn không thấu. Lý Dục Thần đứng ngoài cửa chính khu biệt thự nhà họ Viên, thảnh thơi thưởng thức cảnh bóng đèn lần lượt sáng lên. Bảo vệ trông cửa vô cùng hồi hộp. Ngay vừa rồi, người trẻ tuổi này đi đến trước cửa, thoạt nhìn chỉ thoải mái nói một câu lại vang dội vòng trời. Bảo vệ còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng ánh đèn bên trong sáng dần lên nói cho hắn ta biết đây là sự thật. Hắn ta dường như đang nhìn một con yêu quái. Không phải yêu quái thì sao có thể phát ra âm thanh lớn như vậy? Nương theo ánh đèn sáng dần, một đội bảo vệ lao từ bên trong ra, có người đã ăn mặc chỉnh ề, có người đang mặc quần áo. Lão Trần, xảy ra chuyện gì vậy, đội trưởng đội bảo. Vệ dò hỏi. Lão Trần chỉ vào Lý Dục Thần, anh ta, là anh ta nói. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn Lý Dục Thần, quát hỏi, này cậu kia, cậu là ai, biết đây là chỗ nào không? Lý Dục Thần vẫn nhởn nhơ đứng yên, hai tay chắp. Sau lưng, không để ý đến đội trưởng đội bảo vệ. Đội trưởng đội bảo vệ không khỏi tức giận, nơi này chính là nhà họ Viên, một trong ba gia tộc lớn của tiền đường. Bảo vệ nhà họ Viên tự nhận mình cao hơn những bảo vệ khác một chút, bọn họ đã quen với việc la lối om sòm bằng tư thái bề trên. Bọn họ chưa từng gặp được người kiêu ngạo đến vậy, dám chạy đến ngoài cổng chính nhà họ Viên làm mầu. Đội trưởng đội bảo vệ phẫn nộ, thằng kia, mau cút xéo đi. Bằng không thì chốc nữa cậu có muốn đi cũng không đi được. Lý Dục Thần vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới. Đội trưởng đội bảo vệ giận dữ, cố ý gây sự đúng không? Các anh em, lên bắt anh ta cho tôi, nhốt trong phòng tối một đêm trước đã, ngày mai giao cho ông chủ giải quyết. Mấy người bảo vệ tiến tới, định ra tay. Nhưng bọn họ vừa mới đến gần Lý Dục Thần, cả người đã bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Lúc này, Lý Dục Thần mới nhìn về phía đội trưởng đội bảo vệ, ánh mắt lạnh như băng. Đội trưởng đội bảo vệ bỗng nổi da gà khắp cả người. Bảo vệ nhà họ Viên đều được chọn lựa tỉ mỉ, không nói đến võ công cao bao nhiêu, ít nhất cũng đều luyện qua, bình thường một bảo vệ đánh mấy người không thành vấn đề. Nhưng trước mặt người trẻ tuổi kia, bọn họ còn chẳng có cơ hội đến gần người. Ít nhiều đội trưởng đội bảo vệ từng gặp qua việc đời, biết mình đụng phải khối xương cứng, nói cậu, cậu rốt cuộc là ai, đến tìm ai, có việc gì, tôi đi thông báo một. Được. Anh đi thông báo đi, Lý Dục Thần cười lạnh đáp, tôi tên là Lý Dục Thần, nói cho Viên Thế Kiệt, đừng làm rùa đen rút đầu nữa, nếu không ra, tôi sẽ san bằng nhà họ Viên. Hít hà, đội trưởng đội bảo vệ hít ngược một hơi khí lạnh, san bằng nhà họ Viên. Tên kia, cậu cũng quá ngông cuồng rồi đi. Lời này thì anh ta không dám đi thông báo. Thân là đội trưởng đội bảo vệ, anh ta có trách nhiệm bảo hộ nhà họ Viên, nếu cứ thế chạy vào truyền lời. Nói không chừng sẽ không còn cơ hội đi ra nữa. Các anh em, cầm vũ khí, mọi người cùng nhau xông lên. Anh ta tàn nhãn ra lệnh. Các nhân viên bảo vệ cầm vũ khí xông lên như ong vỡ tổ. Nhưng kết quả vẫn giống với mấy người bảo vệ vừa nấy, ngay cả cơ hội gần người còn chưa có đã ngã xuống, từng người nằm trên mặt đất kêu rên. Lý Dục Thần nhìn đội trưởng đội bảo vệ, cười hỏi còn không đi thông báo sao? Có cần tôi ném anh vào trong không? Đội trưởng đội bảo vệ dọa sợ, bắp chân run rẩy, không nghe sai khiến. Tôi đi thông báo. Anh ta quay người, lảo đảo chạy vào bên trong khu biệt thự. Viên Nãi Minh vừa mới chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy giọng nói giữa bầu trời đêm, ông ta trở mình, ngồi dậy khỏi giường. Ông ta hoảng sợ, đổ mồ hôi lạnh khắp người, hỏi phu nhân nằm bên gối xong, ông ta mới tin tưởng vừa rồi mình không phải nằm mơ. Viên phu nhân giúp chồng Viên Nãi Minh mặc quần áo tử tế, hơi lo âu hỏi, có chuyện gì vậy? Có phải Tiểu Kiệt gây chuyện ở bên ngoài, đắc tội người khác không? Viên Nãi Minh trấn an bà ta, yên tâm đi, Thế Kiệt có thể gây chuyện gì chứ,
dù có đắc tội người khác thì sao, tại tiền đường, nhà họ Viên chúng ta còn sợ đắc tội với người. Viên phu nhân thở dài đáp, chính bởi vì nhà họ Viên không sợ đắc tội nên tôi mới lo lắng Tiểu Kiệt làm ra chuyện khác người. Ông đấy, cũng nên quản thúc con chặt vào, đừng quá nuông chiều con. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, ngộ nhỡ đắc tội thế gia thủ đô thì phải làm sao bây giờ? Hai người cùng nhau đi xuống phòng khách. Quản gia đã đứng chờ ở đó. Viên Nãi Minh hỏi quản gia, biết là chuyện gì chưa? Quản gia trả lời, tôi đã gọi điện thoại hỏi qua rồi, bảo vệ nói ngoài cổng chính có một người trẻ tuổi hô hào muốn gọi Thế Kiệt thiếu gia ra ngoài tâm sự. Thoạt nhìn giọng điệu không quá thân thiện, đội bảo vệ đã ra ngoài xử lý. Viên Nãi Minh gật gật đầu, ông đi báo cho Thế Kiệt một tiếng, bảo con đến tìm tôi. Quản gia đáp ứng, đang muốn đi thì chợt thấy đội trưởng đội bảo vệ hấp tấp chạy vào. Quản gia, ông chủ, xảy ra chuyện rồi, người đội bảo vệ chúng tôi đều bị kẻ kia đánh. Người kia nói, đi. Đội trưởng đội bảo vệ ấp úng, không nói nên lời hoàn chỉnh. Nói cái gì, Viên Nãi Minh trầm giọng hỏi. Thấy Viên Nãi Minh tức giận, đội trưởng đội bảo vệ giật nảy mình, đáp. Người kia bảo gọi Thế Kiệt thiếu gia ra ngoài gặp anh ta, đừng làm rùa đen rút đầu. Còn nói, nếu không ra, anh ta sẽ san bằng nhà họ Viên. San bằng nhà họ Viên, ha 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 ha. Viên Nãi Minh cười to, kẻ điên vô tri từ đâu đến vậy, anh ta có nói mình tên là gì không? Có ạ, hình như tên là Lý Dục Thần, đội trưởng đội bảo vệ đáp. Lý Dục Thần, Viên Nãi Minh nhíu mày. Nãi Minh, Lý Dục Thần này không phải là người đã giết Quốc Thành sao, Viên phu nhân hỏi lại. Hừ, Viên Nãi Minh cười lạnh, đang muốn tìm anh ta tính sổ, anh ta lại dám tìm đến tận cửa, hôm nay tôi sẽ làm anh ta có đến mà không có về. Ông ta dặn dò quản gia, ông bảo ông Võ dẫn người tới đó, tôi đi xem bố tôi, đừng có bị dọa sợ. Đúng rồi, nhớ dặn Thế Kiệt đi thẳng đến chỗ ông nội. Nói xong, Viên Nãi Minh sải bước đi đến biệt thự của gia chủ Viên Thọ Sơn. Viên Thọ Sơn sớm đã ngồi chờ trong phòng khách, nữ người hầu và quản gia đang phục vụ ông ta. Thấy Viên Nãi Minh đến, Viên Thọ Sơn hỏi, Nãi Minh, đã xảy ra chuyện gì? Viên Nãi Minh thấy bố mình thong dong bình tĩnh thì yên lòng, đáp hạng giá áo túi cơm đến gây sự mà thôi. E rằng không phải hạng giá áo túi cơm đi, Viên Thọ Sơn nói, chỉ bằng chiêu mượn khí truyền âm vừa rồi, truyền xa ngàn dặm thì chưa đến, nhưng ít nhất cũng truyền được 10 dặm. Người xưa nuôi khí truyền âm, một tiếng rít gào 10 dặm đều biết. Anh ta lại nói chuyện, còn khó hơn rít gào mấy phần. Bởi vậy phỏng chừng, nội lực của người này ít nhất cũng là hóa kình công phu. Viên Nãi Minh không ngờ đến, khá giật mình, con biết trước đây bố từng luyện võ, nhưng con không ngờ bố lại lĩnh ngộ võ đạo sâu như vậy, từ âm thanh của đối phương phán đoán ra tu vi nội công. Viên Thọ Sơn ngồi trên ghế sofa, lười biếng duỗi lưng, đừng quên, bố và Hà Tông Sư là anh em thân thiết. Năm đó, nếu không phải vì gia tộc mà hy sinh việc tu hành cá nhân, thành tựu trên con đường võ đạo của bố chưa chắc sẽ kém dượng của con. Đáng tiếc, trong ba đứa con trai của bố, con và Quốc Thành đều không có thiên phú về mặt này, cũng chỉ có Thiên Lãng thiên phú dị bẩm. Viên Nãi Minh cúi đầu nói, con trai hổ thẹn, may mắn có Thiên Lãng giờ đang phụng dưỡng Hà Tông Sư trên núi Thành Hoàng, không biết hiện tại đã đến cảnh giới gì rồi. Viên Thọ Sơn đáp, dù sao cũng nên mạnh hơn bố rồi. Con không cần phải hổ thẹn, chúng ta đâu có mở võ quán. Thế gia truyền thừa dựa vào năng lực quản lý kinh doanh mà không phải chém chém giết giết. Võ tu lợi hại nữa. Chẳng phải cũng làm khách của chúng ta, giúp chúng ta bảo vệ gia đình sao? Viên Nãi Minh nói, con trai hiểu rồi. Viên Thọ Sơn gật gật đầu, hỏi tiếp, bên ngoài sao rồi? Lúc này Viên Nãi Minh mới nói một lượt tình huống đã biết, lại nhắc đến, con đã bảo võ tu đi qua đó rồi, có ông ta ra tay, con tin đối phó với một Lý Dục Thần nho. Nhỏ không nói chơi. Lý Dục Thần, Viên Thọ Sơn thì thầm cái tên này mấy lần, Nãi Minh à, nhớ kỹ. Bất kỳ thời điểm gì cũng không cần coi thường đối thủ. Mấy ngày nay, bố gỡ lại ân oán giữa chúng ta và nhà họ Lâm một lượt, bố phát hiện Lý Dục Thần này không hề đơn giản. Bố! Viên Nãi Minh muốn nói gì đó, lại bị Viên Thọ Sơn chặn ngang. Dù thế nào, võ tu cũng là người ngoài, có thể dùng người ngoài, nhưng không thể coi bọn họ là chỗ dựa. Thời khắc mấu chốt phải dựa vào người của mình, con phải hiểu được đạo lý này. Vâng. Viên Nãi Minh cung kính đáp.
Hơn một tháng sau chính là Đờ, Võ Lâm, Hà Tông Sư sẽ đấu với Liễu Kim Sinh, bây giờ nhất định là đang bế quan. Viên Thọ Sơn nói, đi, gọi Thiên Lãng tới đi, đừng để Hà Tông Sư biết. Chắc chắn bây giờ Hà Trường Xuân đang bế quan, nhà họ Viên mấy người đang gặp phải khó khăn rất lớn, cái bóng nói. Viên Thế Kiệt có vẻ vẫn có chút không tin, nói, nhà họ Viên tôi lớn như vậy, nơi này có trên dưới mấy trăm người, ít nhất một nửa là cao thủ, Lý Dục Thần chỉ có một mình, có thể làm gì được tôi chứ? Cái bóng cười lạnh nói, Bảo Tiêu mà cũng có thể gọi là cao thủ ư. Chỉ bằng việc cậu ta có thể dễ dàng phá thiên ma tâm âm tôi hạ trên người con bé kia, tôi dám đoán chắc, trừ khi Hà Trường Xuân ra tay, nếu không không một ai trong nhà họ Viên mấy người là đối thủ của cậu ta. Chúng tôi có súng, Viên Thế Kiệt hung tợn nói, cho dù anh ta giỏi thế nào, nhưng có thể đánh lại được đạn sao? Ha ha, cái bóng cười lạnh nói, lấy súng của cậu ra, thử nổ súng V, xem nào. Viên Thế Kiệt sững sờ, trong lòng thầm nói, mẹ nó ông chỉ là một cái bóng, tôi bắn ông như thế nào? Không dám đúng không, hừ, lúc tên nhóc kia phá thiên ma tâm âm của tôi có thể cảm nhận được. Cương khí thuần dương của cậu ta, là thủ pháp tiên gia chính tông. Mấy người đều cho rằng cậu ta biết đánh đấm, nhưng thật ra chưa chắc cậu ta đã biết võ công, cậu ta biết dùng tiên pháp. Cái gì, Viên Thế Kiệt không thể tin được, Lý Dục Thần là tiên ư. Chắc hẳn cậu ta còn chưa vào tiên thiên, nếu không vừa rồi lúc phá thiên ma tâm âm của tôi đã phải đuổi tới kịp rồi. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Cậu, ha ha ha, cậu sợ cái gì, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu. Đúng vậy, sao tôi lại quên mất chuyện này chứ, ông là sư phụ của tôi, có ông ở đây, tôi không cần sợ cái gì hết. Vậy thì hãy cho tôi mượn cơ thể cậu đi, như thế ôi sẽ có thể giúp cậu đánh bại cậu ta. Cho ông mượn cơ thể của tôi, Viên Thế Kiệt vô cùng khó hiểu, sao có thể mượn cơ thể được. Rất đơn giản, cậu chỉ cần thề trong lòng là sẽ dâng hết tất cả cho tôi là được. Tôi sẽ dâng hết tất cả cho ông. Viên Thế Kiệt tự hỏi câu nói này, ánh mắt lộ ra vẻ ngây ngốc. Đúng, cứ như vậy, cậu phải tự trải nghiệm loại cảm giác này, kính dâng. Chân thành kính dâng, cậu phải yên tưởng, tất cả những gì mà cậu nỗ lực đều đem đạt được hồi báo to lớn, tôi sẽ thành người dẫn dắt linh hồn của cậu, dẫn cậu đi về hướng bỉ. Lý tưởng, thu hoạch được sự bất tử. Tiếp theo, cái bóng kia đột nhiên bay lên khỏi trên ghế sofa, nhào về phía Viên Thế Kiệt. Viên Thế Kiệt run lên vì lạnh, ánh mắt đờ đẫn trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, mỉm cười giảo hoạt. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng đập cửa. Vào đi. Quản gia đẩy cửa đi vào, nói Thế Kiệt thiếu gia, mọi người đã đi đến chỗ lão gia rồi, bảo cậu cũng đến đó. Tôi biết rồi, Viên Thế Kiệt nhìn quản gia một chút, nói, ông đi xuống trước đi, tôi sẽ đến ngay lập tức. Quản gia khom người lui ra ngoài. Ông ta luôn cảm thấy hôm nay Thế Kiệt thiếu gia có chút không đúng lắm. Về phần không giống đúng chỗ nào thì ông ta lại không nói ra được. Lý Dục Thần đứng ngoài cửa lớn, nhàn nhã chờ đợi. Đương nhiên anh có thể trực tiếp xông vào, giống như lúc trước dẫn Lâm Vân đánh vào nhà họ Triệu vậy. Nhưng hôm nay anh không muốn phí sức, cứ để người nhà họ Viên tự mình ra đi, dù sao cũng nên vả mặt từng bước, bọn họ mới có thể hết hy vọng. Các nhân viên an ninh chật vật tụ tập một chỗ, nhìn Lý Dục Thần như hổ rình mồi. Trong khu biệt thự nhà họ Viên có đầy bóng người qua lại, một đám người đang đi dọc theo con đường lớn về phía cổng chính. Còn có rất nhiều người phân tán trong những hàng cây xanh, có người trèo qua tường từ đằng sau đến đây, vòng qua từ hai bên xa xa, muốn bao vây Lý Dục Thần. Tất cả những điều này đều không thoát khỏi ánh mắt của Lý Dục Thần. Chỉ chốc lát sau, khi một đám người đi từ chính diện tới chỗ cửa chính, đám người vòng từ đằng sau tới cũng đã đứng đúng chỗ, trên cây sau lưng Lý Dục Thần, trong rừng hai bên cũng không thiếu những tay bắn tỉa đang mai phục. Họng súng đen ngòm giấu ở chỗ tối. Chỉ cần nhận được một tiếng ra lệnh, bọn họ sẽ không chút do dự nổ súng. Lý Dục Thần âm thầm gật đầu, không hổ là gia tộc lớn tiền đường, so sánh với nhà họ Triệu thành phố Hòa cũng không hề thua kém gì. Một đám người đi ra từ cửa chính, cầm đầu là một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy, đôi mắt tì hí như ưng nhìn chằm chằm Lý Dục Thần. Người này chính là tân khách mà nhà họ Viên nuôi lâu dài, nhân vật truyền kỳ của Ưng Chảo Môn, Vũ Tu Nhất. Cậu chính là tên ngông cuồng lớn tiếng nói muốn san bằng nhà họ Viên. Lý Dục Thần lười biếng nói, đúng là hơi ngông cồng một chút, nơi này nhiều nhà như vậy,
san bằng thì hơi mệt, tôi chỉ giẫm chết mấy người thôi. Lời nói còn ngông cuồng hơn, Vũ Tu Nhất giận dữ. Tên nhóc kia, đừng tưởng rằng học chút công phu mèo cào là đã vô địch thiên hạ, cũng không nghĩ xem đây là nơi nào. Biết tôi là ai không? Vừa dứt lời, khớp nối xương cốt toàn thân ông ta liền phát ra những tiếng vang như tiếng nổ bỏng, một luồng sát khí lạnh thấu xương cũng theo đó tràn ngập ra. Ông là ai, tôi không có hứng thú biết. Lý Dục Thần trả lời một câu, cũng không thấy anh làm thế nào mà đã tới trước mặt Vũ Tu Nhất chỉ trong tích tắc, vung tay lên, cả người Vũ Tu Nhất đã bắn ra ngoài. Am! Vũ Tu Nhất bay ra xa mười mấy mét, rơi ầm ầm trên mặt đất. May mà ông ta có công phu ngoại gia, cơ bắp xương cốt cứng rắn như sắt, nếu không đã không biết gãy bao. Nhiều cái xương rồi. Nhưng mà không có ngoại thương không có nghĩa là cũng không có nội thương. Vũ Tu Nhất mới đứng lên đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngũ tạng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Đám người theo ông ta ra ngoài vừa rồi còn đang chuẩn bị chế giễu, lúc này tất cả đều ngây ra như phỗng. Đậu má, Vũ Đại Sư còn không thể đỡ nổi một chiêu. Đây là quái vật gì? Những người này cũng đều là luyện võ, có công phu truyền thống, có vật lộn hiện đại, cũng có cao thủ cận chiến từ trong quân đội ra, nhưng ở trước mặt Vũ Tu Nhất, những người này đều là gà mờ. Vũ Tu Nhất có ưng chảo công, đoạn kim liệt thạch. Ông ta từng biểu diễn màn dùng tay xé rách ô tô trong sân lớn nhà họ Viên, chiếc ô tô lập tức bị phá hủy, thân xe bằng sắt thép ở trong tay ông ta lại giống như một tờ giấy, dễ dàng bị chia thành từng mảnh vỡ. Ở trong phương diện công phu ngoại gia, công lực của Vũ Tu Nhất đã gần như đến đỉnh phong rồi. Mọi người đều biết Tiền Đường có tông sư, nhưng ai cũng chưa từng gặp tông sư bao giờ, mà công phu Vũ Tu Nhất cao siêu là sự thật. Cho nên tất cả mọi người đều gọi ông ta là Vũ Đại Sư. Nhưng không nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này chỉ mới nhẹ nhàng vung tay lên, Vũ Đại Sư đã bay ra ngoài mười mấy mét, hơn nữa còn bị trọng thương, xem dáng vẻ này là không thể đánh được nữa. Cậu, sốt của cậu là ai? Vũ Tu Nhất ôm ngực, khiếp sợ nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần lắc đầu nói, tôi đã nói tên mình ra rồi, không muốn nói thêm lần thứ hai. Ông không phải là đối thủ của tôi, gọi Viên Thế Kiệt ra đây đi. Lồng ngực của Vũ Tu Nhất phập phồng kịch liệt, nói cậu giết tôi đi, tôi ăn cơm nhà họ Viên thì phải trung thành với nhà họ Viên. Lý Dục Thần sững sờ, nói, không nghĩ tới trên đời này còn có loại người cổ hủ như ông. Được rồi, tôi sẽ thành toàn cho ông. Anh đứng bất động ở nơi đó, chỉ khoát tay một cái đã chộp được Vũ Tu Nhất cách xa mười mấy mét. Cả người Vũ Tu Nhất lơ lửng trên không trung, vô cùng chấn động. Đây không phải đánh châu qua núi nữa, đây là bắt châu qua núi. Trên đời này làm gì có võ công như vậy, không phải là điều khiển vật trong truyền thuyết đấy chứ. Lấy khí để điều khiển ngoại vật, cậu là tông sư. Lý Dục Thần bắt ông ta tới trước mặt, búng vào đầu Vũ Tu Nhất một cái. Nói, được rồi, ông đã chết rồi. Vũ Tu Nhất sửng sốt, chết rồi. Lý Dục Thần nói, tôi muốn giết ông dễ như trở bàn tay. Vừa rồi tôi đã giết ông một lần, cũng cứu ông một lần. Ông ăn cơm nhà họ Viên, thay nhà họ Viên chết một lần là đã thanh toán xong. Tôi cứu ông một lần, cho nên bây giờ mạng sống của ông là của tôi. Vũ Tu Nhất đột nhiên không kịp phản ứng. Lý Dục Thần cũng không vội, cười như không cười nhìn ông ta. Vũ Tu Nhất kịp phản ứng, cả giận nói, cậu đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Cậu cho rằng làm như thế là tôi sẽ nghe theo lệnh của cậu ư? Hừ, đừng hòng tôi sẽ giúp cậu làm những chuyện thương thiên hại lý. Ai nói tôi muốn ngươi làm chuyện thương thiên hại lý? Lý Dục Thần lắc đầu, quả nhiên là loại người cổ hủ. Nhưng cũng chính là bởi vì cổ hủ, Lý Dục Thần mới định cho ông ta một con đường sống, nếu không vừa nãy đã đánh chết ông ta rồi. Tôi cũng không cần ông làm trâu làm ngựa, tôi thấy ông trời sinh có căn cốt, nhưng lại đi nhầm đường, cho nên không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Tôi vốn định chỉ bảo ông một chút, xem ra là ông không muốn. Vũ Tu Nhất lại ngây ngẩn cả người. Cho dù như thế nào, ông ta cũng không thể phủ nhận người trẻ tuổi trước mắt này có thực lực tông sư. Một võ giả gặp tông sư, trong lòng đương nhiên sẽ có một chút sùng kính. Mà nếu được đến tông sư chỉ bảo thì sẽ là cơ duyên cỡ nào chứ? Trong lòng Vũ Tu Nhất vô cùng cuồng nhiệt. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không có cách nào thuyết phục mình về mặt đạo đức. Qua nửa ngày, Vũ Tu Nhất mới bùi ngùi thở dài. Ông ta xoay người, chắp tay với đám người đứng phía sau, nói các vị,
Vũ Tu Nhất đã chết rồi, giang hồ sẽ không cái tên Vũ Tu Nhất này nữa. Sau đó, ông ta nói với Lý Dục Thần, cậu Lý, hôm nay cậu không giết tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, giang hồ có duyên, chúng ta gặp lại sau. Dứt lời, ông ta liền đi ra ngoài đường cái. Lý Dục Thần nói, vừa rồi một trưởng của tôi đã đánh tan khí huyết kẹt lại khi ông luyện tập ngoại công tích tụ, mượn cơ hội này sẽ có thể chuyển từ bên ngoài vào bên trong. Có rảnh rỗi thì hãy đến quán giang hồ thành phố Hòa đi, có lẽ có thể tìm được cơ duyên đột phá. Vũ Tu Nhất dừng lại, cuối cùng vẫn tiếp tục tiến lên, biến mất trong đêm tối. Lý Dục Thần không khỏi lắc đầu, quả nhiên chỉ có loại người cổ hủ cố chấp mới có thể luyện loại ngoại công tra tấn mình này. Nhưng mà nhớ tới chị Mai và ông chủ Vương, còn có sư phụ Vĩnh, anh lại cảm thấy phán đoán này của mình hình như có vấn đề. Mấy người đó đều không cổ hủ, mà ngược lại còn rất tỉnh danh. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn nhà họ Viên, đám bảo vệ lúc trước đi ra cùng Vũ Tu Nhất đều không biết làm sao. Đám người ẩn nấp trong bóng tối vẫn còn không có động tĩnh gì, chắc là chưa nhận được mệnh lệnh bên trong. Lý Dục Thần chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nói, Viên Thế Kiệt, nếu anh không còn ra, tôi sẽ đi vào đấy. Giọng nói không lớn, nhưng lại truyền ra ngoài rất xa, vang dội trên bầu trời khu biệt thự nhà họ Viên. Thanh âm của anh vừa dừng lại, liền nghe đến một câu hồi âm truyền đến. Hừ hừ, Lý Dục Thần, thật sự cho rằng tôi sợ anh ư. Nhớ kỹ, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của anh. Giọng nói này vô cùng âm trầm, không ngừng phiêu đãng như gió xoay quanh trong không khí vậy. Lý Dục Thần vô cùng kinh hãi. Đây không phải lấy khí ngự âm, không phải thủ đoạn võ đạo. Tại sao nhà họ Viên có thể có tu sĩ được? Mà đám người ở cửa chính càng kinh ngạc hơn. Đây là ai? Sao tôi lại nghe thấy giống như là giọng nói của Thế Kiệt thiếu gia vậy? Chính là giọng nói của Thế Kiệt thiếu gia, sẽ không sai. Sao Thế Kiệt thiếu gia cũng loại công phu này, chẳng lẽ anh ta cũng là cao thủ? Lúc bọn họ còn đang suy đoán, một bóng đen đã bay ra từ trong biệt thự nhà họ Viên, lướt qua trên không dung như ma quỷ, trong nháy mắt đã đến cửa chính. Má ơi, thật sự là Thế Kiệt thiếu gia. Anh ta đang bay ra ngoài ư. Hóa ra Thế Kiệt thiếu gia mới là cao thủ ẩn thế. Nhân vật chính trong tiểu thuyết mà tôi đọc nhìn thường thường không có gì lạ, trên thực tế trên người đều có một đại lão ẩn nấp, Thế Kiệt thiếu gia chính là loại thiên tài đó đi. Bốp, đám bảo vệ đang nói chuyện bị đội trưởng của bọn họ vung tay đập vào đầu. Đại lão cái gì, Thế Kiệt thiếu gia là anh tài ngút trời, mẹ nó cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi à. Viên Thế Kiệt đứng trước mặt Lý Dục Thần, nhếch khóe môi lên nở một nụ cười tà mị. Lý Dục Thần, không phải anh muốn tâm sự với tôi sao, bây giờ tôi đã đến rồi, muốn nói cái gì cứ nói đi, lát nữa anh sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Lý Dục Thần khẽ nhíu mày, vậy mà anh lại không nhìn thấu được khí tức trên người Viên Thế Kiệt. Người này căn cơ nông cạn, lục phủ ngũ tạng mục nát, kinh mạch hỗn loạn, chính là một người bình thường không có gì lạ, thậm chí bởi vì thường xuyên ăn chơi dâm loạn mà trời sinh thiếu hụt, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Chỉ là bởi vì nhà họ Viên giàu có, dựa vào dinh dưỡng và thuốc men để chống đỡ mà thôi. Nhưng trên người Viên Thế Kiệt lại có một loại tà khí. Nghe nhân viên an ninh kia nói Viên Thế Kiệt là thiên tài, trên người có đại lão, Lý Dục Thần lập tức hiểu ra Viên Thế Kiệt là bị phụ thể. Đây tuyệt đối không là quỷ nhập vào người bình thường. Cho dù là quỷ nhập vào người lợi hại hơn nữa, Viên Thế Kiệt cũng không có khả năng thể hiện ra tu vi như vừa rồi. Nếu như là hồn tu đoạt xá, vậy Viên Thế Kiệt sẽ không thể giữ lại ba hồn của mình. Cho nên người bám vào trên người anh ta hẳn là người trong ma đạo đã gieo thiên ma tâm âm cho Vương Văn Tĩnh. Trong công pháp ma đạo có pháp môn khiến người A bán linh hồn, không khác mấy với phương pháp hiến tế mình cho thần linh trong giáo phái phương Tây, chỉ là giáo phái phương Tây dựa vào tín ngưỡng gắn bó, con người vẫn có năng lực tự chủ, mà ma đạo hiến tế sẽ càng thêm trực tiếp, người bán linh hồn sẽ biến thành một con rối. Vốn dĩ tôi cũng muốn tâm sự với anh, nhưng anh đã không phải là anh nữa rồi, vậy cũng không có gì để nói nữa. Ha 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 ha, Viên Thế Kiệt phát ra một chuỗi tiếng cười lạnh lão, xem ra cậu đã nhìn ra tôi đã xem thường cậu rồi, tên nhóc nhà họ Lý. Nhưng mà so với năng lực của cậu, điều càng làm cho tôi kinh ngạc chính là thế mà nhà họ Lý vẫn còn có đời sau còn sống. Lý Dục Thần giật mình trong lòng, người này có liên quan đến việc nhà họ Lý diệt môn. Ông biết xuất thân của tôi.
Vốn không biết, nhưng cậu thể hiện rêu rao như vậy, muốn không để người ta biết cũng khó. Đương nhiên là Lý Dục Thần cố ý muốn thể hiện rêu rao như vậy, chính là muốn để hung thủ năm đó tự mình xuất hiện, nhưng anh không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy, vốn cho rằng phải đợi đến lúc anh chấn hưng lại nhà họ Lý, phát triển gia tộc lên, hung thủ mới có thể xuất hiện. Nói như vậy, thảm án diệt môn năm đó, hung thủ chính là ông. Cậu nghĩ như vậy cũng được, Viên Thế Kiệt cười ha ha, tôi biết cậu cố ý rêu rao như vậy chính là muốn dẫn tôi ra, báo thù cho người nhà cậu. Đáng tiếc, cậu quá gấp gáp, chỉ bằng chút đạo hạnh ấy của cậu, muốn báo thù không khác gì lên trời. Tại sao ông lại phải làm như thế, Lý Dục Thần hỏi. Vậy thì phải hỏi lão già đã chết kia của nhà cậu, ẩn giấu thứ không nên giấu, còn để con trai cưới người phụ nữ không nên cưới. Nếu cậu muốn biết tất cả, tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng cậu phải lấy một thứ ra trao đổi. Đương nhiên là đồ của nhà họ Lý các người rồi. Đồ gì của nhà họ Lý? Ha ha, nhóc con, anh đừng giả bộ với tôi, nhà họ Lý chỉ còn lại một mình anh, thứ đó không ở trong tay anh, thì ở đâu được? Lý Dục Thần thật không biết Viên Thế Kiệt đang nói đến thứ gì. Xem ra thứ này vô cùng quan trọng, việc nhà họ Lý diệt môn có lẽ có liên quan đến vật này. Anh không biết, nhưng anh phải giả bộ biết, như vậy mới có thể thu hút sự chú ý của người đó, làm rõ rốt cuộc là thứ gì. Anh nói cho tôi trước. Tôi suy nghĩ xem có đáng mang thứ đó ra đổi với anh không. Hừ, quả nhiên ở trong tay anh, Viên Thế Kiệt nheo mắt, nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Tôi đã nói mà, anh còn trẻ, sao lại có khí thiên cương dồi dào như vậy? Mau giao thứ đó ra, nếu không, bây giờ tôi sẽ giết anh, hút cạn tinh huyết trên người anh, vừa hay đã lâu tôi không bổ sung, ha ha ha. Có bản lĩnh, thì anh đến lấy đi, Lý Dục Thần nói. Hừ, nếu anh đã cố chấp muốn chết, thì tôi cho anh toại nguyện. Trên người Viên Thế Kiệt đột nhiên tỏa ra khí tức đáng sợ, trên mặt đất trong vòng bán kính 100 mét, bốc lên khí đen. Bảo vệ ở cổng nhà họ Viên kinh hãi hét lên. Trên người họ, tất cả những người bị nhiễm khí đen, làn da lập tức bị lở loét. Họ trốn tránh khắp chỗ, nhưng bất lực, khí đen càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Ngoại trừ mấy người chạy nhanh. Cố hết sức chạy vào trong khu biệt thự, những người còn lại đều ngã dưới đất. Những người này trơ mắt nhìn thịt trên người mình lở loét thối rữa, lộ ra cả xương. Rất nhanh chỉ còn lại một đống xương trắng. Trong bụi cây gần đó, cũng vang lên tiếng kêu thảm, một vài người mai phục bên trong xông ra, có mấy tên trên đùi đã thối rữa chỉ còn xương, chạy mấy bước đã ngã xuống, cũng hóa thành một đống xương trắng. Lý Dục Thần không thương xót đám người chết đi này. Chỉ là thủ đoạn ma đạo này quá ác độc, khiến người ta ớn lạnh. Anh giơ tay, hư không sinh điện, trong tay cầm một tia sét ném ra. Chớp điện rơi xuống đất, bò men theo mặt đất, cuốn lấy với khí đen, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt. Chính khí thiên cương, dễ chém vạn mai sau khi Lý Dục Thần ném ra chớp điện, lập tức dựng ngón tay thành kiếm, một đường cương khi thuần dương bắn ra từ đầu ngón tay. Những chỗ đi qua, chớp điện dường như có được năng lượng, tụ lại sáng lên. Tiêu diệt khí đen quấn lấy. Cổng lớn nhà họ Viên sáng rực, cùng với chớp điện biến mất, lại tối tăm trở lại. Ha, cậu nhóc, có chút thủ đoạn. Viên Thế Kiệt cười lạnh lùng một tiếng, hai tay kết ấn, mở rộng hai bên. Thi thể bảo vệ nhà họ Viên đã chết dưới đất đột nhiên sống lại, trở thành cái xác biết đi, lao về phía Lý Dục Thần. Những thi thể này, có cái đã hoàn toàn là xương trắng, có cái trên người vẫn còn nửa thân thể, trông vô cùng đáng sợ. Lý Dục Thần nổi giận, hai tay vung lên, tung ra ngũ hành châm, bắn ra 7749 cây châm, hóa thành 49 thanh kiếm nhỏ trên không trung, xoay tròn trên đỉnh đầu. Đại diễn kiếm pháp, Viên Thế Kiệt nhìn thấy liền kinh ngạc. Trên người anh còn có bảo vật như này. Lý Dục Thần hét một tiếng, đi. 49 thanh kiếm hóa thành 49 đường cầu vồng, bay ra. Những chỗ kiếm quang lướt qua, toàn bộ xác chết biết đi đều bị chém. 49 thanh kiếm lượn một vòng, cuối cùng lo lừng dừng trên đỉnh đầu Viên Thế Kiệt. Nói hết từ đầu chuyện nhà họ Lý diệt môn ra, nếu không bây giờ tôi tiêu diệt thần hồn của anh, Lý Dục Thần nói. Khuôn mặt Viên Thế Kiệt lộ ra vẻ kinh sợ, bỗng cười quỷ dị, nói anh chưa tiến vào tiên thiên, không điều khiển được đại diễn kiếm pháp hoàn chỉnh, ngũ hành vi kiếm trong tay anh, đúng là phí của trời. Đáng tiếc, nếu không phải cơ thể này là phế vật, anh đâu thể thoát khỏi bàn tay của tôi.
Cũng đành, cho anh sống thêm mấy ngày. Nói xong, có một cái bóng thoát ly khỏi cơ thể của Viên Thế Kiệt, rồi chui xuống lòng đất. Lý Dục Thần thầm nói không ổn, vội vàng điều khiển phi kiếm đuổi theo. 49 đường kiếm quang đâm xuống lòng đất. Sau đó lại từ mặt đất chui ra, hóa thành 49 cây kim châm, rơi vào dòng tay Lý Dục Thần. Chỉ nghe rừng núi âm u phía xa vang lên giọng nói hư ảo. Lý Dục Thần, tôi sẽ quay lại tìm anh. Trên kim châm nhiễm một chút khí đen. Lý Dục Thần khẽ thổi phù một hơi, cất kim châm đi. Giống như bóng ma nói, anh chưa vào tiên thiên, không thể hoàn toàn điều khiển đại diễn kiếm pháp, cho. Nên chỉ đánh thương bóng ma đó, chưa thể giết chết hắn. Đương nhiên, anh cũng có ý nương tay. Kẻ này có liên quan đến chuyện nhà họ Lý diệt môn, nếu giết hắn, cũng không thể biết được chân tướng. Chuyện diệt môn. Xem ra, phải mau chóng tu luyện, mau chóng đột phá tiên thiên. Không phải sợ thứ này, mà là thứ đứng phía sau hắn. Lý Dục Thần ngầm cảm thấy, nhà họ Lý biến mất trong một đêm, nhất định còn có nguyên nhân phức tạp hơn và thế lực lớn liên quan trong đó. Điều khiến anh lo lắng hơn là, trong một ngày, anh không chỉ gặp giáo đồ Thái Dương Thánh Giáo, mà còn gặp người trong ma đạo. Đây không phải dấu hiệu tốt gì. Nghĩ đến thời gian trước gặp được thuật sĩ Huyền. Hàng môn tiến vào Hoa Hạ, nhẫn giả Đông Doanh lại tính trăm phương ngàn kế đối phó nhà họ Tiền. Huyền môn Hoa Hạ, chỉ sợ sẽ phải trải qua trận sóng gió lớn. Một khi Huyền môn không chống đỡ được, bại trong dị giáo, cả thế giới Hoa Hạ cũng sẽ bị xâm lược, Hoa Hạ cũng rất có thể không còn nữa. Lý Dục Thần quay người, nhìn sang Viên Thế Kiệt mềm nhũ dưới đất. Viên Thế Kiệt bán linh hồn, bị bóng ma chiếm thể xác, chiến một trận với Lý Dục Thần, tinh huyết cơ thể đã bị rút sạch, lúc này giống như mắc bệnh nặng, sắp như gỗ mục. Lý Dục Thần ngồi xổm xuống, bắt mạch của Viên Thế Kiệt, truyền vào chút chân khí. Sắc mặt Viên Thế Kiệt hơi hồng hào lên một chút. Nói đi, cái thứ trên người anh là ai? Anh quen biết với hắn như thế nào? Lý Dục Thần nghiêm mắt, hỏi. Viên Thế Kiệt sớm đã sợ vỡ gan, run rẩy nói, tôi không biết hắn là ai, là tự hắn tìm đến. Nói láo, mà tiền đều tùy cơ duyên, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm anh. Anh không nói thật, tôi sẽ giết anh ngay lập tức. Tôi không biết thật. Hôm đó, khi tôi và Trung Thần bàn bạc cách đối phó anh, hắn đột ngột xuất hiện. Ngay cả khuôn mặt thật của hắn, tôi cũng chưa từng thấy, chỉ thấy một cái bóng, tôi thực sự không biết hắn là ai. Viên Thế Kiệt hoàn toàn không có sức, hồn phách mờ nhạt, chỉ vừa vào chút chân khí của Lý Dục Thần chống cự. Lý Dục Thần phán đoán anh ta không nói dối, bèn hỏi, hắn đã nói gì với anh? Hắn bảo tôi tìm tài liệu về anh co hắn xem, còn nói anh là con cháu của nhà họ Lý gì đó, chính là người mà hắn muốn tìm. Viên Thế Kiệt run run nói, kể lại hết một lượt các chuyện bóng ma đó xuất hiện thế nào, rồi giết chết Cù Hạo Dân thế nào, hạ bùa chú trên người Vương Văn Tĩnh thế nào. Đúng lúc này, bỗng nghe một tiếng quát, Lý Dục Thần, buông cháu của tôi ra. Viên Thọ Sơn dẫn theo Viên Nãi Minh và một đám vệ sĩ đi ra cổng lớn. Lý Dục Thần buông cổ tay của Viên Thế Kiệt, đứng lên. Viên Thế Kiệt không có chân khí của Lý Dục Thần, lập tức héo hon không sức sống, nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch, miệng tím ngắt, như một người chết. Viên Nãi Minh vội vàng tiến lên, dìu đỡ con trai dưới đất, vẻ mặt tức giận nói, Lý Dục Thần. Cậu đã làm gì con trai tôi? Lý Dục Thần không muốn biện giải gì, nhưng vẫn nhắc nhở một câu, con trai cưng của ông đã bán linh hồn cho tà ma, bây giờ bị rút cạn tinh huyết, tôi đề nghị các ông mau chóng đi tìm người chữa trị, có lẽ có thể cứu về một mạng. Một khi tinh hồn thoát ly, thì thần tiên đến cũng không cứu được. Nói láo, Viên Nãi Minh không tin cái gì mà bán linh hồn, rõ ràng là cậu đã hại Thế Kiệt. Đối phương không tin, Lý Dục Thần cũng hết cách. Hôm nay anh đến tìm Viên Thế Kiệt tính sổ, vốn muốn dạy cho nhà họ Viên một bài học, có nhận hay không cũng không quan trọng, vì vậy anh chẳng thèm giải thích. Viên Thọ Sơn lại cau mày, bán tín bán nghỉ. Vừa nãy khi ông ta và Viên Nãi Minh đang nói chuyện, Viên Thế Kiệt đi đến, tỏ ra vô cùng cồng ngạo ngả ngớn, nói Lý Dục Thần không đáng sợ, anh ta phải đích thân nghiền xương róc thịt Lý Dục Thần. Vô cùng bất thường. Hơn nữa Viên Thế Kiệt còn bay đến, Viên Nãi Minh không biết võ công. Không nhìn thấy, Viên Thọ Sơn lại nhìn thấy. Lúc đó Viên Thọ Sơn rất chấn kinh, còn cho rằng nhà họ Viên ẩn giấu một cao thủ trẻ không lộ mặt. Nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của Viên Thế Kiệt,
tám phần Lý Dục Thần nói thật. Nãi Minh, mau đi mời ông Hồ đến, Viên Thọ Sơn nói. Viên Nãi Minh ngẩn người, bố, sao bố có thể tin lời cậu ta? Viên Thọ Sơn tức giận nói, con không muốn cho Thế Kiệt sống hả? Bất kể là ai hạ thủ, bây giờ chỉ có ông. Hồ có thể cứu được mạng của Thế Kiệt. Viên Nãi Minh hiểu ra, nhưng ông ta vẫn tin là Lý Dục Thần đã hại Viên Thế Kiệt, hằm hằm trừng mắt nhìn Lý Dục Thần, sau đó sắp xếp thuộc hạ đến Đồng Khánh Đường mời Hồ sự ước. Viên Thọ Sơn nhìn Lý Dục Thần nói, bất kể tại sao, Thế Kiệt bị thương, chuyện hôm nay bắt nguồn từ cậu, cậu đã giết con trai Quốc Thành của tôi, hôm nay lại hại cháu trai Thế Kiệt của tôi bị thương ở cổng nhà họ Viên, món nợ này, chúng ta có nên tính toán không? Lý Dục Thần nói, cũng nên tính toán rồi, nếu không, hôm nay tôi cũng sẽ không đến đây. Viên Thọ Sơn cười lạnh lùng một tiếng, cậu nhóc, cậu quá cuồng ngạo rồi, thực sự cho rằng cậu học võ công, thì có thể hoành hành ở tiền đường. Đừng nói cậu, kể cả tông sư, cũng tuyệt đối không dám nói ra những lời như san bằng nhà họ Viên. Tôi nói rồi đây, thì làm sao, Lý Dục Thần cười như không cười nói. Viên Thọ Sơn không ngờ cậu nhóc này còn ngông cuồng hơn ông ta tưởng tượng, không khỏi nổi giận, cả người phát ra uy áp. Thực ra Lý Dục Thần sớm đã nhìn ra, Viên Thọ Sơn chân khí thâm sâu, là cao thủ võ đạo, võ công đến khoảng hóa kình. Nhà gia chủ hào môn, rất không dễ dàng. Điều khiến anh thấy kỳ lạ là, con trai và cháu trai của Viên Thọ Sơn lại không hề biết võ công. Còn cả Viên Quốc Thành đã chết lúc trước, cũng là tên vô dụng. Anh không khỏi nghi ngờ, liệu có phải sức khỏe ông già này có vấn đề không, chắc không phải đám con cháu đều là nhặt về chứ. Không có chút gen di truyền võ đạo của ông bố chút nào. Cậu nhóc, võ tu không phải là đối thủ của cậu, cậu thấy tôi thế nào, Viên Thọ Sơn nói. Ông cũng không được, Lý Dục Thần nói vô cùng dứt khoát. Da mặt Viên Thọ Sơn run lên, nhướng mày, nhưng vẫn nhẫn nhịn không bùng phát, chỉ cười lạnh lùng nói. Cậu nhóc, ngông cuồng cần có bản lĩnh, cho dù cậu có thể đánh bại tôi, cậu còn có thể cùng lúc đánh bại cao thủ bắn tỉa ẩn nấp gần đây ư. Tôi nói cho cậu biết, xung quanh cậu, có bốn tay súng bắn tỉa đã vào vị trí, họ đều là vương bài dày dặn kinh nghiệm. Chỉ cần tôi ra tay, họ cũng sẽ cùng nổ súng. Lúc này, trên người Lý Dục Thần đột nhiên xuất hiện mấy điểm đỏ, lần lượt ở trước ngực và sau lưng. Nghe nói cậu có thể tránh được đạn súng ngắn, thậm chí có tin đồn, Lai Nghi vốn nổ súng về phía cậu, cậu đã thay đổi quỹ đạo của viên đạn. Tôi tạm thời tin việc này, võ công đến hóa kình đỉnh phong. Đúng là không sợ súng giới tầm thường. Cho nên, thời gian trước tôi đặc biệt tìm súng bắn tỉa đường kính lớn đến, bây giờ đã ở trên nóc nhà cách cậu 500 mét. Tôi rất muốn biết, trong lúc cậu chiến với tôi, đồng thời sẽ tránh được nắm khẩu súng bắn tỉa thế nào. Không thể không thừa nhận, phòng vệ nhà họ Viên rất nghiêm mật. Đảm bảo an toàn như vậy, đối phó khủng bố tấn công khá ổn. Nhưng tiếc là, bây giờ người đứng trước mặt họ là Lý Dục Thần. Trong lòng anh không hề dao động, mặc cho điểm đỏ trên người di chuyển qua lại, hai tay đút vào túi, ra vẻ không sao hết. Dáng vẻ đó như đang nói, đến đi, có giỏi thì nổ súng đi. Trong lòng Viên Thọ Sơn không khỏi nảy sinh hoài nghi, cuộc đời ông ta không đánh trận mà không nắm chắc. Tên nhóc này rốt cuộc có chỗ dựa gì? Bên ngoài có một số lời đồn, nói Lý Dục Thần vô cùng lợi hại, thậm chí còn nói anh có thể hô mưa gọi gió, triệu hồi sấm sét. Nhưng cũng chính là lời đồn khoa trương như vậy, khoa trương đến mức khiến người ta không thể tin. Viên Thọ Sơn tin rằng tên nhóc này biết một số thứ ả môn, không có lửa thì sao có khói, ắt có nguyên nhân của nó. Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Tà môn tà đạo, cũng không thể so với võ đạo chính tông. Nếu không cũng sẽ không hẹn chiến với Vương Tông Sinh, cuối cùng lại làm con rùa rụt cổ, còn không dám lộ mặt. Cũng chính vì vậy. Viên Thọ Sơn đoán võ công của Lý Dục Thần cũng gần bằng ông ta, cùng lắm cao hơn một chút, ở hóa kình trung kỳ, còn kém xa hóa kình đỉnh phong của Vương Tông Sinh. Được, nếu cậu đã tự tin như vậy, thì cho tôi xem, rốt cuộc cậu có mấy cân mấy lạng. Nói xong, Viên Thọ Sơn chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, bỗng nghe một giọng nói, kẻ xấu ở đâu đến, dám ngang ngược ở nhà họ Viên. Lúc giọng nói vang lên, vẫn còn ở rất xa, nhưng nhanh chóng lại gần. Khi vừa dứt lời, đã ở trước mặt. Chỉ thấy một bóng người, dưới ánh trăng, như một ánh sáng trắng, bay qua rừng cây, nhẹ nhàng đáp xuống. Giữa Lý Dục Thần và Viên Thọ Sơn.
Thiên Lãng, Viên Nãi Minh và Viên Thọ Sơn cùng kêu lên. Viên Thiên Lãng nói, bố, anh cả, để mọi người kinh sợ rồi. Viên Thọ Sơn nói, đến rồi thì tốt, Hà Tông Sư vẫn khỏe chứ. Ông ấy đang bế quan, lần này xuất quan, chắc chắn có thể đàn áp phe Liễu Kim Sinh, trở thành đệ nhất Tông Sư Nam Giang, Viên Thiên Lãng kiêu ngạo nói. Vậy thì tốt, nhà họ Viên chúng ta đã lâu không náo nhiệt rồi, đợi Hà Tông Sư xuất quan, đón ông ấy đến, bày mấy bàn tiệc chúc mừng, Viên Thọ Sơn nói. Được, tất cả nghe theo bố sắp xếp, bố, con xử lý tên nhóc này trước, chúng ta lại ôn chuyện cũ. Viên Thọ Sơn gật đầu, Thiên Lãng, tên nhóc này có chút tà môn, con phải cẩn thận. Hừ, tên xấu xa, sao đủ xỉa răng. Viên Thiên Lãng cười lạnh lùng, quay người đối diện Lý Dục Thần. Nhóc con, chính mày, ngông cuồng nói muốn san bằng nhà họ Viên. Nói xong, chân khí bùng phát, từ trên xuống dưới sát ý bừng bừng, không khí xung toàn thân dường như ngưng kết, ngay cả cơn gió từ từ thổi đến cũng dừng lại. Nhưng trong sát ý, chỉ có một chút sinh khí, lan rộng ra trong ánh trăng. Cái cây đó, nụ hoa đó, ánh trăng đó, đều sinh động hẳn lên. Viên Thọ Sơn kinh ngạc, đây là tuyệt chiêu của Hà Tông Sư, xuân sắc vô biên. Không ngờ, Thiên Lãng đã đột phá hóa kình đỉnh phong, gần tới được ngưỡng cửa Tông Sư. Gia môn có phúc, liệt tổ liệt tông hiển linh rồi. Lý Dục Thần cũng khá bất ngờ, Viên Thiên Lãng này đúng là rất được, hình như còn hơn Vương Tông Sinh đó một bậc. Xem ra, hắn mới do Viên Thọ Sơn sinh ra. Cậu nhóc, chịu chết đi. Viên Thiên Lãng đẩy hai tay về phía trước, một xuân sắc, ẩn chứa sát ý, tỏa ra xung quanh Lý Dục Thần. Ánh trăng như bạc, nhưng mỗi một ánh trăng đều như một thanh kiếm, đâm về phía Lý Dục Thần. Cảnh tượng này, ngay cả tay súng tỉa mai phục phía xa cũng cảm thấy đáng sợ, nếu không phải dày dặn kinh nghiệm, e rằng lúc này sớm đã rớt xuống từ trên cây hoặc trên mái nhà, càng đừng nói vững vàng nắm cò súng. Lý Dục Thần cũng thầm khen ngợi trong lòng. Hà Trường Xuân không hổ là tông sư, có thể dạy ra được đồ đệ như này. Tiếc là, người mà anh đối đầu lại là tôi. Trong hàng vạn tầng sát cơ, Lý Dục Thần giơ tay, khẽ nắm lại. Lần này, trời đất tối sâm, thời gian như ngừng trôi. Trong đầu của mọi người dường như ngơ thấy tiếng rắc rắc vỡ tan. Xuân sắc vô biên, còn cả sát ý vô biên, toàn bộ vỡ tan trong cái nắm tay nhẹ của Lý Dục Thần. Làm sao có thể, Viên Thiên Lãng trố mắt há hốc miệng. Mày là tông sư. Lý Dục Thần khẽ lắc đầu, thở dài nói, ây, các người đều cho rằng tôi luyện võ, nhưng tôi tu tiên mài. Đương nhiên Viên Thiên Lãng không tin những lời này, chỉ cho rằng Lý Dục Thần cố ý chế nhạo anh ta. Cơ thể hắn ta lắc lư lảo đảo, phụt một cái phun ra máu tươi. Xuân sắc vô biên, là tinh hoa tuyệt học của cả đời tông sư Hà Trường Xuân. Là đệ tử đắc ý nhất của Hà Trường Xuân, Viên Thiên Lãng đã học được, nhưng võ công vẫn không đủ để anh A điều khiển chiêu thức cường mạnh như này. Hôm nay trước mặt bố và anh cả, hẳn cũng có ý thể hiện ra, thi triển không hề giữ lại gì. Vốn cho rằng có thể dễ dàng giết chết đối thủ, không ngờ lại bị dễ dàng phá giải. Lần này, khiến Viên Thiên Lãng chịu phản phệ mạnh, lục phủ ngũ tạng đều chấn động, nội thương cực kỳ. Nghiêm trọng, Viên Thọ Sơn vội vàng bay lên trước, đỡ lấy Viên Thiên Lãng. Thiên Lãng, con không sao chứ? Chỉ thấy Viên Thiên Lãng nhắm chặt đôi mắt, lộ ra vẻ vô cùng đau khổ. Viên Thọ Sơn rất hận, nhà họ Viên khó khăn lắm mới có một anh tài trời sinh, chưa đến 40 tuổi, đã đột phá hóa kình đỉnh phong, thậm chí chạm đến ngưỡng cửa tông sư. Lần này trọng thương, không biết phải bao nhiêu năm nữa mới có thể hồi phục. Lý Dục Thần. Viên Thọ Sơn nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh với Miero treo trước ngực nổ súng. Các tay bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối cùng bóp cò. Từ bốn hướng trước bên trái, Chox bên phải, phía sau bên trái, phía sau bên phải Lý Dục Thần, lần lượt có bốn viên đạn bay đến. Toàn bộ sức chú ý của Lý Dục Thần đều đặt lên phía trước anh, cũng chính là trên mái nhà của căn khu nhà cao nhất bên trong cổng lớn biệt thự. Ở đó có một khẩu súng bắn tỉa công phá. Loại đạn này, đủ để bắn xuyên tấm thép xe tăng. Lý Dục Thần tập trung toàn bộ tinh thần, chân khí nổi lên từ trong mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể, xung quanh anh hình thành một tấm chắn. Cùng lúc giơ tay, bàn tay giơ về phía trước. Bốn viên đạn bình thường bắt đầu giảm tốc độ ở chỗ cách anh hơn 10 mét, cuối cùng dừng ở chỗ cách cơ thể anh 2 mét,
rồi xoay tròn tại chỗ. Còn viên đạn tấn công đến từ chính diện, mang theo động năng khổng lồ, đập lên tấm ngăn chân khí của anh. Không khí dao động một hồi. Trong tai của mọi người xuất hiện tiếng gào thét chói tai. Viên đạn đâm phá tấm chản, cuối cùng dừng lại ở chỗ cách đầu ngón tay của Lý Dục Thần chưa đến hai tấc, xoay tròn tại chỗ. Viên Thọ Sơn sững sờ, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi như gặp phải ma. Anh thực sự có thể cản được đạn ư, còn là người không? Chẳng lẽ vừa nãy cậu ta nói thật, cậu ta không biết võ công, nhưng cậu ta là tiên. Trong lúc Viên Thọ Sơn thất thần, Lý Dục Thần khẽ khum năm đầu ngón tay búng viên đạn bay đi. Viên đạn dừng lại bên cạnh anh, đột ngột bị búng đi, với tốc độ giống như lúc phi đến, bay ngược trở lại theo đường cũ. Ở hướng khác vang lên mấy tiếng kêu thảm. Lý Dục Thần buông tay, nhìn Viên Thọ Sơn nói, vốn dĩ tôi chỉ muốn dạy cho nhà họ Viên các người một bài học, cho các người đừng dở trò, làm phiền vợ chưa cưới và em gái của tôi đi học, nhưng ông lại chuẩn bị nhiều vũ khí như vậy chỉ để đối phó tôi, vừa nãy còn hạ lệnh nổ. Súng, xem ra, món nợ của chúng ta, phải tính lại từ đầu. Viên Thọ Sơn hoàn toàn tuyệt vọng. Gặp phải kẻ địch như vậy, thế ra hào môn gì cũng đều vô dụng. Ông ta ngửa cổ lên trời than dài, trời diệt ta rồi. Lý Dục Thần đang định ra tay, đột nhiên, một giọng nói mơ hồ vang lên. Dừng tay. Sau đó, một luồng sức mạnh cường mạnh cùng với sát ý mãnh liệt nổi lên từ bốn phương tám hướng. Viên Thọ Sơn liền phấn khởi, vui mừng nói, Hà Tông Sư. Ruộng đồng mênh mông, rừng cây xào xạc. Ánh trăng vẫn còn đó, nhưng dường như bị che một lớp ánh mờ tối. Lồng sức mạnh cường mạnh đó nổi lên như sóng biển trong đêm tối tĩnh lặng. Cuối cùng, ngưng tụ thành một bóng người hư ảo, bên trên không trung biệt thự nhà họ Viên. Dường như bầu trời có một cái máy chiếu, chiếu ra một hình chiếu 3D trong hư không. Viên Thiên Lãng bị thương nặng cố gắng chống dậy, quỳ bái về hướng hư ảnh đó, miệng gọi, sư phụ. Viên Thọ Sơn cũng đầy vui mừng, tuy ông ta và Hà Trường Xuân là anh em đồng hao, nhưng cũng chưa từng thấy Hà Trường Xuân xuất hiện với diện mạo như vậy. Lý Dục Thần hơi bất ngờ nhìn hư ảnh. Không ngờ Hà Trường Xuân đã luyện ra võ hồn. Võ hồn, là võ đạo luyện đến đỉnh phong, hồn ý cuồn cuộn của võ giả ngưng tụ ra, có thể rời khỏi cơ thể, mang theo uy áp bản thể cường mạnh. Đã luyện ra võ hồn, cho thấy con đường võ đạo đã đến tận cuối, một chân bước vào tiên thiên. Đáng tiếc là, nửa nước chân còn lại cực kỳ khó khăn. Vì luyện võ và tu đạo khác nhau, nếu tu chân giả thân thể không thể thành thánh, cũng có thể chuyên tu dương thần, dứt khoát bỏ thân thể. Nhưng người luyện võ không thể từ bỏ thân thể, võ hồn cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi bản thể như dương thần. Tuổi thọ của con người có hạn, cuối cùng thân thể sẽ mục giữa. Lý Dục Thần cảm nhận uy áp mà hồn ý cuồn cuộn của Hà Trường Xuân mang đến, mặt không biến sắc. Anh bạn này, có thể nể mặt tôi, mà tha cho người nhà họ Viên không? Lúc Hà Trường Xuân lên tiếng, võ hồn đứng trên cao, hiên ngang đón gió, cơ thể to lớn khẽ nghiêng về trước, cho người ta cảm giác áp bức. Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn ông ta, khẽ mỉm cười, nói tại sao tôi phải nể mặt ông? Ấy, Hà Trường Xuân hơi bất ngờ, lần đầu tiên thể hiện võ hồn trước người khác, lại không dọa sợ được thanh niên này. Anh bạn, chẳng lẽ cậu muốn so siêu với tôi hay? Sao? Tuy tôi không có thời gian, nhưng nếu công muốn, tôi cũng có thể thiếp ông. Lý Dục Thần không hề tỏ ra yếu thế, chỉ là ông mở miệng ra là nói thể diện, người yêu n như vậy, sợ chẳng may ông bị thua, thì không biết để mặt mũi đi đâu. Ha ha hét. Hà Trường Xuân phát ra tràng cười dài, tiếng cười cồn cuộn ra sóng khí, rừng cây xung quanh đều rung lên. Thú vị, đã rất lâu tôi không nghe được những lời ngông cuồng như vậy. Thấy cậu còn nhỏ tuổi, lại có thể một chiêu đánh bại Thiên Lãng, thực sự hiếm có. Hôm nay tôi còn đang bế quan, thế này đi, một tháng sau, Đại hội Võ Lâm Tiền Đường, tôi sẽ cùng Tông Sư Liễu Kim Sinh thành phố Vĩnh có một trận quyết đấu, nếu cậu có hứng, cũng có thể đến so tài. Lý Dục Thần cười nói, một tháng sau là một tháng sau, chuyện hôm nay giải quyết thế nào? Hà Trường Xuân, nếu cậu có thể thắng được tôi trong Đại hội Võ Lâm, đương nhiên tôi sẽ không quản chuyện của nhà họ Viên, hơn nữa tôi còn có thể đồng ý thêm với cậu một điều kiện. Nhưng nếu cậu thua tôi, cậu phải bái tôi làm sư, làm đồ đệ của tôi, ân oán giữa cậu và nhà họ Viên xóa bỏ từ đây, thế nào?
Lý Dục Thần cảm thấy Hà Trường Xuân cũng coi là người thẳng thắn vô tư, không lợi dụng thân phận tông sư của mình và võ lực đàn áp, hơn nữa điều kiện đề ra cũng coi là công bằng. Bèn nói, được, tôi có thể đồng ý với ông, nhưng nhà họ Viên cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện. Ồ, Hà Trường Xuân cho rằng anh muốn làm khó nhà họ Viên, không vui nói, cậu đừng có được đà lấn tới, có điều kiện gì, nói ra nghe xem. E rằng Hà Đại Tông Sư ông không hiểu ân oán giữa tôi và nhà họ Viên, cũng không có hứng tìm hiểu, tôi không nói nhiều nữa. Tôi chỉ có một điều kiện, nhà họ Lâm đã khiêu chiến với nhà họ Viên, ân oán hai nhà, sẽ giải quyết trên thương trường. Chỉ cần các người không dở trò âm mưu quỷ kế với nhà họ Lâm và bạn bè bên cạnh tôi cũng sẽ không lấy võ lực đàn áp ông. Nhưng nếu các người còn dám làm bừa. Lý Dục Thần nghiêm mắt, nhìn Viên Thọ Sơn, tôi sẽ san bằng nhà họ Viên. Viên Thọ Sơn thấy Hà Trường Xuân không đàn áp được Lý Dục Thần, trong lòng thực sự sợ hãi. Dù sao Hà Trường Xuân còn đang bế quan, vì đại hội võ lâm một tháng sau, có lẽ lúc này cũng sẽ không mạo hiểm vì nhà họ Viên. Huống hồ sau này nhà họ Viên cũng không thể sống dựa vào sự che chở của Hà Trường Xuân. Ông ta đang cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng Lý Dục Thần sẽ ra yêu cầu Hà khác gì, không ngờ là muốn phân cao thấp trực diện với họ trên thương trường. Ban đầu Viên Thọ Sơn còn không tin, chẳng lẽ tên nhóc này muốn dở trò gì. Nhưng bản lĩnh mà hôm nay Lý Dục Thần thể hiện ra, đủ để coi thường quần hùng, trong lòng người như vậy phỉa vô cùng kiêu ngạo, có lẽ sẽ không có âm mưu gì. Huống hồ có tông sư ở đây. Viên Thọ Sơn vui mừng trong lòng. Quyết chiến thương trường, nhà họ Lâm đâu phải là đối thủ của nhà họ Viên. Đối phương từ bỏ võ lực, chỉ dựa vào thương chiến, có nghĩa là giấu lưỡi đao sắc nhọn nhất đi, chỉ so năm đấm. Còn nắm đấm của nhà họ Lâm so với nhà họ Viên, đúng là lấy trứng chọi đá. Được, tôi đồng ý với cậu. Cậu yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người nhà họ Viên tôi, tuyệt đối sẽ không động đến một sợi lông nhà họ Lâm và người bên cạnh cậu Lý. Chúng ta chỉ so cao thấp trên thương trường, Hà Tông Sư làm chứng. Lý Dục Thần gật đầu, nói, được, hy vọng ông nói được làm được. Sau đó sải bước lớn đến trước mặt Viên Thế Kiệt, đưa ngón tay điểm vào giữa đôi lông mày của Viên Thế Kiệt. Linh hồn của Viên Thế Kiệt bị ma đầu ăn mòn, trong linh hồn còn chút tàn hồn của ác ma này, Lý Dục Thần muốn lấy nó ra, như vậy có thể nắm được thông tin của ác ma này, sau này khi gặp lại mới có thể nhận ra. Nếu không bóng ma đó vô hình vô dạng, chẳng may lại ghé thân lên người người, rất khó nhận ra. Viên Nãi Minh dìu con trai kinh hãi, gì? Cậu muốn làm? Viên Thọ Sơn cũng kinh hãi nói, Lý Dục Thần, đã nói không dũng võ đánh người, cậu hối hận sao? Lý Dục Thần nói, linh hồn của cháu trai bảo bối của ông bị tổn thương, mọi thứ bên trong bị ma khí ăn mòn, phải mau chóng chữa khỏi, nếu không, không sống được lâu. Cậu chữa cho nó, Viên Nãi Minh tức giận nói, tôi thấy cậu muốn hại chết Thế Kiệt phải không? Lý Dục Thần rút tay lại, nói, thực sự không muốn tôi chữa cho anh ta. Ông đừng hối hận đấy. Viên Nãi Minh cau mày nói, tiền đường tự có danh y, việc gì cần cậu chữa. Hừ, cho dù Thế Kiệt chết, tôi cũng sẽ không hối hận. Viên Thọ Sơn cau mày, hơi do dự, nhưng Viên Nãi Minh đã nói như vậy, cũng nói, không phiền cậu nhọc. Lòng, cậu đi đi, chúng tôi gặp nhau trên thương trường. Lý Dục Thần thấy lòng tốt bị người ta coi thành gan lừa, vậy thì đi thôi. Dù sao đã lấy được thông tin của bóng ma, Viên Thế Kiệt thích chết thì chết. Chết thì càng tốt. Anh ngẩng đầu nhìn võ hồn của Hà Trường Xuân nói, Hà Tông Sư, gặp lại ở Đại hội Võ Lâm. Được, không gặp không về. Hà Trường Xuân nói xong, bóng người dần mờ dần, lúc sau đã biến mất trên không trung biệt thự nhà họ Viên. Áp lực xung quanh cũng biến mất theo đó. Lý Dục Thần cũng bỏ đi. Chỉ còn lại cả nhà họ Viên đứng ở cổng, đối sắc đêm yên tĩnh, dường như đang nằm mơ. Hồi lâu họ mới định thần lại. Dìu Viên Thiên Lãng và Viên Thế Kiệt vào trong biệt thự. Người của nhà họ Viên đi mời Hồ Sư Ước cũng quay về. Dù sao cũng là một trong ba gia tộc lớn của tiền đường, đương nhiên Hồ Sư Ước cũng phải nể mặt, nghe nói sự việc cấp bách, nên đích thân đến. Tuy Viên Thiên Lãng bị thương nghiêm trọng, nhưng cũng không đáng ngại, chỉ là kinh mạch tổn thương, võ công tụt một cảnh giới, muốn đột phá tông sư, có lẽ đời này cũng khó. Nhưng vừa bắt mạch cho Viên Thế Kiệt xong, Hồ Sư Ước lại lắc đầu liên tiếp. Ông Viên, không giấu ông, cậu Thế Kiệt tam hồn bị tổn thương, bên trong đều bị thương,
khí âm tà ăn sâu vào xương. Cốt, bệnh này, tôi cũng lực bất tòng tâm. Viên Nãi Minh kinh ngạc nói, ông Hồ, ông là quốc y tiền đường, thánh thủ Hạnh Lâm, ông nhất định có cách. Viên Thọ Sơn thở dài nói, ông Hồ, ông cũng không chữa được, xem ra Thế Kiệt phải chịu kiếp nạn này rồi. Hồ Sư Ước nói, cũng chưa chắc, tôi không thể chữa được, không có nghĩa là người khác không thể chữa được. Tôi giới thiệu một người cho các ông, theo tôi thấy, Hoa Hạ hiện nay, ít nhất ở trong tỉnh Nam Giang, người có thể cứu được cậu Thế Kiệt, cũng chỉ có người này. Nhưng, cậu ta chịu đến hay không, tôi không dám đảm bảo, chỉ có thể xem duyên phận của các ông. Th, Viên Nãi Minh và Viên Thọ Sơn cùng vui mừng, trên thế gian này lại có thần y như vậy, ông Hồ mau nói là ai đi. Chúng tôi đi mời ngay. Cậu ta tên là Lý Dục Thần. Sao lại như vậy? Viên Thọ Sơn và Viên Nãi Minh trợn mắt há hốc miệng. Nhưng thánh thủ Hạnh Lâm Hồ Sư Ước có uy vọng thế nào trong ngành y, ông ta cũng nói như vậy, đương nhiên không phải là giả. Bố, phải làm thế nào? Sau khi tiễn Hồ Sư Ước đi, Viên Nãi Minh lo lắng hỏi. Viên Thọ Sơn mềm nhũ trên ghế, cau chặt mày, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà. Có câu mời thần dễ tiến thần khó, nhưng thần đã tiến đi, muốn mời lại, sợ rằng càng khó. Nhưng Thế Kiệt phải làm thế nào? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nó. Viên Nãi Minh đau lòng, không nhịn được nói tiếp. Con cũng không thể bảo bố đến nhà họ Lâm quỳ trước tên nhóc đó chứ. Viên Thọ Sơn đột nhiên nổi giận nói, người là do con đuổi đi, muốn đi thì con tự đi đi. Viên Nãi Minh tự biết đó là chuyện không thể. Nhà họ Viên và nhà họ Lâm đang khai chiến. Nếu lúc này đến nhà họ Lâm cầu xin, thì trận chiến thương trường phải đánh thế nào? Huống hồ, cho dù quỳ trước người ta cũng chưa chắc chịu đến. Thầy bố nổi giận, Viên Nãi Minh cúi đầu, không dám nói gì. Được rồi, Viên Thọ Sơn thở dài một tiếng, con tập trung toàn bộ tinh thần vào kinh doanh, bắt đầu từ ngày mai, điều động toàn bộ vốn và lực lượng, không cần phải thận trọng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đánh sập nhà họ Lâm. Chỉ có đánh sập nhà họ Lâm, chúng ta mới có cơ hội đàm phán, lúc đó, không phải là chúng ta đi cầu xin cậu ta chữa bệnh cho Thế Kiệt, thì là cậu ta đến cầu xin chúng ta. Viên Nãi Minh gật đầu, bố yên tâm, cậu ta muốn so cao. Thấp với chúng ta trên thương trường, đúng là si tâm vọng tưởng. Bỗng vẫn lo lắng nói, nhưng bố à, sức khỏe của Thế Kiệt có thể trụ được không? Cho nên phải nhanh lên, Viên Thọ Sơn nói, ngoài ra, bố đến Long Hổ Sơn một chuyến. Bố dày mặt đi cầu xin Trương Thiên Sư. Viên Nãi Minh vui mừng nói, vậy thì tốt quá, nếu Trương Thiên Sư chịu xuống núi, Thế Kiệt được cứu rồi, không chừng còn có thể trong họa được phúc, gia nhập Thiên Sư Môn. Sau khi Lý Dục Thần rời khỏi nhà họ Viên, không lập tức đi tìm Mã Sơn. Anh biết, Trương Diễm Diễm bị tổn thương tâm hồn quá nặng, rất khó hồi phục, để Mã Sơn ở bên cô ta một lúc đi. Lúc này đã quá nửa đêm. Anh thong thả đi dạo trên phố vào nửa đêm. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, từ Thái Dương Thánh Giáo đến Ma Đạo xuất hiện, rồi đến Võ Hồn Tông Sư của Hà. Trường Xuân. Anh như hiểu ra, cứ cảm thấy cánh cửa tiên thiên đã rộng mở. Đúng lúc này trên bầu trời phía đông, lóe lên màu trắng bụng cá. Dưới đường chân trời đó, ẩn chứa ánh bình minh. Chỉ lúc sau, một vầng mặt trời đỏ sẽ hiện ra, chiếu sáng cả thế giới. Xem ra là cần phải yên tĩnh bế quan một lúc, để tiêu hóa những điều ngộ ra gần đây. Nhưng có rất nhiều chuyện khiến Lý Dục Thần không yên tâm. Lúc này án diệt môn nhà họ Lý, hôm nay đột nhiên có manh mối. Sau đây, phải tìm được bóng ma đó. Nhưng biển người mênh mông, biết tìm ở đâu, huống hồ thứ đó còn không phải là người. Ví dụ, trận chiến thương trường nhà họ Lâm và nhà họ Viên, chuyện này là một tay anh gây nên, những chuyện sau này cũng cần đích thân anh đi làm. Nếu chỉ dựa vào nhà họ Lâm, mặc dù có thiên tài thương, Mại Lang Dụ Văn và Trần Văn Học giúp đỡ, cũng không cố trụ được bao lâu. Sau tối nay, nhà họ Viên chắc chắn sẽ tăng cường đánh nhà họ Lâm, cục diện của nhà họ Lâm sẽ càng ngày càng tồi tệ. Nhưng Lý Dục Thần không vội ra tay, bây giờ ra tay quá sớm. Cứ đợi thêm đã, đợi đến tất cả con bài của nhà họ Viên lộ hết ra, đợi đến khi họ không thể thu tay. Còn cả đại hội võ lâm, liên quan đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Bà dì của Quan Nhã Lệ đã từng là khách quý của nhà họ Lý, bà ta nhất định biết rất nhiều chuyện liên quan đến nhà họ Lý. Hôm nay còn đánh cược với Hà Trường Xuân, thực ra cũng tương đương với hẹn chiến đấu.
Còn chị Mai, hình như có chút ân oán không rõ ràng với Liễu Kim Sinh. Những chuyện này, anh cũng phải kết thúc hết trên đại hội võ lâm. Ây, vừa vào hồng chân sâu tựa biển, quả nhiên là chuyện dây dưa không rõ ràng, ép. Chẳng trách sư phụ nói, mọi khó khăn của người phàm, không phải là cơ duyên tu hành, mà là quyết tâm đoạn tuyệt xuyên trần. Đi dạo một hồi, bình minh ló dạng. Đấu phố sáng sớm vang lên tiếng bánh xe chở đồ ăn sáng lăn trên đường bê tông. Cô bán hàng ăn sáng nhanh nhẹn thu dọn xe chở hàng, mở một chiếc bàn gấp, bốn chiếc ghế vuông bằng nhựa. Một điểm bán đồ ăn sáng tạm thời được dựng lên. Chỉ lúc sau, hương thơm của quẩy, tàu phớ, bún hành lá tỏa ra. Lý Dục Thần mới nghĩ đến, từ sau buổi trưa hôm qua mình và Lâm Mộng Đình và Đinh Hương ăn một bữa cơm của nhà ăn Đại học Nam Giang, thì cũng chưa ăn gì. Ngửi hương thơm, lập tức thấy bụng đối cồn cào, bèn đi đến, mua một bát văn thắn, hai cái quẩy, một trứng lá trà, ngồi ăn thích thú ngon lành trên chiếc bàn nhỏ. Lúc ăn xong, mặt trời đã nhảy ra đường chân trời phía đông, nhuốm đỏ tầng mây cửa bầu trời. So với mặt trời mọc ở núi Côn Luân, sức thiếu dương dâng trào thiếu hơn một chút, cũng ít hơn mấy phần thuần khiết, nhưng thêm mấy phần ấm áp nhân gian. Nhìn vẻ thích thú tận hưởng của anh, cô bán hàng hỏi chưa ăn no không, có muốn thêm một suất không? Lý Dục Thần cười nói không cần, cô bán hàng lại nhiệt tình múc cho anh nửa bát cháo, lấy. Một chiếc quẩy, nói quẩy này rán rồi, dù sao một lúc nữa ăn cũng không ngon nữa, cậu ăn đi, không lấy tê. Lý Dục Thần cảm nhận được ý tốt của cô bán hàng, trong lòng ấm áp. Dần dần có nhiều người đến ăn sáng, Lý Dục Thần mới đứng lên, lấy điện thoại quét mã trả tiền. Lúc nhập số tiền, anh lén nhập thêm hai số không. Cô bán hàng đang bận, không chú ý đến tiếng báo nhận tiền. Lý Dục Thần chậm rãi rời đi. Con phố sáng sớm rất náo nhiệt đông vui, dòng xe và dòng người qua lại tấp nập có quy luật, dường như trong huyết quản của thành phố này đang có dòng máu lưu chuyển. Lý Dục Thần rất hiếu kỳ, thành phố không có trái tim, lại có thể điều khiển những dòng má hư, này lưu chuyển có quy luật như vậy. Dường như cả thành phố cũng có linh hồn, hoặc là như nguyên thần của người tu hành. Cùng với thành phố được ánh mặt trời gọi dậy, trong cơ thể của Lý Dục Thần cũng có thứ gì đó đang được thức tỉnh. Cuối cùng Mã Sơn gọi điện đến, sau khi hỏi rõ địa chỉ, liền lái xe đi đón anh. Trương Diễm Diễm thế nào rồi? Trên đường về thành phố Hòa, Lý Dục Thần hỏi Mã Sơn. Mã Sơn thở dài một tiếng nói, có thể thế nào, nếu nói không sao thì không thể nào, nhưng dù sao vẫn phải sống tiếp. Anh không ở bên cô ta thêm à? Có thể ở bên bao lâu? Đã không thể nào đến với nhau, ở lại thêm cũng không hay, chỉ bằng để cô ấy một mình đối diện. Không ngờ anh rất hiểu lòng người, Lý Dục Thần nói. Mã Sơn bĩu môi nói, thực ra là cô ấy đuổi tôi đi, lời vừa nãy cũng là cô ấy nói với anh, nhưng anh cảm thấy cô ấy nói đúng. Lý Dục Thần không khỏi có cách nhìn khác với Trương. Diễm Diễm, tiếc nuối nói, tiếc cho một cô gái tốt như vậy, anh không suy nghĩ quay lại với cô ấy thật à. Mã Sơn lách đầu, đã không còn cảm giác ban đầu nữa rồi. Thực ra tối qua anh rất mâu thuẫn, nhìn cô ấy, rất muốn bảo vệ cô ấy, suýt nữa nói ra những lời như, chăm sóc cô ấy cả đời, cũng may cô ấy nhắc anh cảm thấy, là bạn vẫn tốt hơn. Trong lòng anh có người khác phải không? Lý Dục Thần cười hỏi. Ánh mắt Mã Sơn bỗng hơi mơ màng, nói thực ra anh cũng không biết. Thôi, không nói chuyện này nữa. Ồ, đúng rồi, Trương Diễm Diễm nói với anh một chuyện, có liên quan đến nhà họ Lý ở thủ đô, có lẽ em sẽ có hứng thú. Mã Sơn kể lại chuyện Trương Diễm Diễm nói với anh cho Lý Dục Thần. Khu nhà cũ của nhà họ Lý, nhà đó, nhà ma, Lý Dục Thần lẩm bẩm, xem ra em phải đến thủ đô một chuyến. Sau khi Ngô Đồng Cư trải qua thời gian ngắn đông vui náo nhiệt, hiện giờ đã yên tĩnh trở lại. Lâm Mộng Đình và Đinh Hương đi học đại học ở Tiền Đường, Lâm Vân cũng về trường cấp 3, chỉ có cuối tuần mới có nửa ngày đến luyện võ. Còn đám người chị Mai, vốn là cao thủ, sau khi được Lý Dục Thần chỉ điểm, phần nhiều là tự tu luyện lĩnh ngộ. Dạo này việc kinh doanh của quán giang hồ vô cùng phát triển, cũng khiến họ bận rộn hơn. Những ngày bình thường, Ngô Đồng Cư ngoại trừ Lý Dục Thần và Bạch Kinh Kinh, chỉ còn lại Hứa Quốc Lập và Dì Tình. Có Hứa Quốc Lập trông nhà, Dì Tình phụ trách nấu ăn dọn nhà, Bạch Kinh Kinh hộ pháp, Lý Dục Thần bắt đầu bế quan. Trước khi đến thủ đô, anh cần tiêu hóa những cảm ngộ hồng chân trong thời gian gần đây.
Ngoài ra, cũng phải luyện chế một vài loại thuốc và bùa chú mang theo bên người, để phòng lúc cần đến. Trước khi bế quan, anh đến nhà họ Lâm một chuyến. Vừa hay Lang Dụ Văn cũng có mặt ở nhà họ Lâm, anh ta cùng Lâm Thu Thanh báo cáo với Lý Dục Thần tình hình cuộc chiến thương trường gần đây. Hai ngày nay nhà họ Viên đột nhiên tổng tấn công, Lâm Thu Thanh lo lắng nói, tất cả chiến tuyến của chúng ta đang nói rất gấp, dòng tiền đã đứt, chiến thuật giật gấu vá vai cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Không biết tại sao, lần này nhà họ Viên tấn công gần như không tính đến giá thành, xem ra là muốn nuốt gọn chúng ta. Lang Dụ Văn nói, cùng vừa hay cho thấy, nhà họ Viên đã rất gấp, chỉ cần chúng ta vượt qua sóng gió lần này, có lẽ có thể tìm được đường sống trong cõi chết. Nhưng chúng ta vượt qua sóng gió lần này bằng cách nào? Lâm Thu Thanh hỏi, thực lực của nhà họ Viên lớn gấp 10 lần chúng ta lại bị họ cô lập, gia tộc và thế lực khác hoặc là đầu quân cho nhà họ Viên, hoặc là thờ ơ đứng xem, bây giờ chúng ta bốn bể khốn đốn. Cơ thể hơi gầy của Lang Dụ Văn ngồi thẳng lưng, ngón tay kẹp điếu thuốc đặt bên miệng, khẽ hút một hơi. Lúc hút thuốc, cái mũi giật theo thói quen, kéo theo kính mắt trên sống mũi khẽ động, phía sau mắt kính là đôi mắt sâu của anh ta. Cần điều chỉnh chiến thuật một chút. Lang Dụ Văn nhả ra một lần khói thuốc, khói tỏa ra, phủ mờ mắt kính của anh ta, nhưng không che được hào. Quang lóe lên trong mắt anh ta. Sau đó, anh ta nói ra một loạt sách lược liên quan đến điều chỉnh kinh doanh và điều động vốn, Lâm Thu Thanh nghe mà gật đầu liên tục. Lý Dục Thần không hiểu kinh doanh, cho nên như vịt nghe sấm. Anh cũng không quan tâm những việc này, tóm lại có Lang Dụ Văn ở đây, lại thêm Lâm Thu Thanh giỏi về phòng thủ, có lẽ là cộng sự tốt nhất. Từ xưa người làm chuyện lớn, quan trọng nhất là biết dùng người, phải biết người khéo dùng, dùng người thì không nghỉ ngờ. Đợi Lang Dụ Văn và Lâm Thu Thanh bàn bạc xong, Lý Dục Thần chỉ hỏi một vấn đề có thể trụ được bao lâu. Nếu nhà họ Viên không sơ suất, nhiều nhất 2 tháng. Nếu nhà họ Viên xảy ra sơ suất, tôi có một loạt kế hoạch phản kích, sẽ khiến họ trả cái giá đủ khiến họ hối hận. Lang Dụ Văn đẩy kính mắt, trong mắt lóe lên ý hận. Giống như tướng quân trên chiến trường, nhìn thấy sơ hở của quân địch. Đương nhiên, Lang Dụ Văn chuyển mũi nhọn, nhìn sang Lý Dục Thần, nếu không có hỗ trợ, thì không đủ để thay đổi kết quả cuối cùng. Con chuột có thể cắn ngược lại con mèo, nhưng mãi mãi không thể nào cắn chết. Lâm Thu Thanh hơi bất mãn về việc Lang Dụ Văn so. Sánh nhà họ Lâm như con chuột, NSNG lại không thể phản bác. Trên thực tế, so với nhà họ Viên, nhà họ Lâm là một chuột đấu mèo. Trong đầu Lý Dục Thần đột nhiên nhớ đến bộ phim hoạt hình từng xem hồi nhỏ, một con mèo luôn đuổi một con chuột. Lúc đó, anh là ông nội sống trong đại viện rác rưởi, tỷ vi cũng là nhặt từ đống sắt vụn về, vì không có đường dây, chỉ có thể lắp anten, bắt được một kênh mờ mờ. Sau đó bố của Đinh Hương không biết lấy đâu ra cái chảo, lập tức có thể bắt được rất nhiều kênh. Tỷ anh và Mã Sơn thường xuyên nằm nhà Đinh Hương xem tivi, vì xem hoạt hình, còn quên cả ăn cơm. Còn bị ông nội đánh đòn. Trò chơi mèo và chuột vẫn luôn diễn ra, mãi mãi n cũng không ngừng. Anh lại nhớ đến ác ma ghé thân trên người Viên Thế Kiệt. Y ai là mèo, ai mà chuột đây? Chỉ là một so sánh nhỏ, Lý Dục Thần định thần lại, cười nói có thể trụ được 2 tháng là được. Hai người, yên tâm, lúc nào không dụ được, tôi sẽ ra tay. Lang Dụ Văn không hỏi nhiều, chỉ nhìn anh một cái. Ánh mắt có vẻ hiếu kỳ. Có kỳ vọng, đương nhiên, cũng có tin tưởng. Tuy Lâm Thu Thanh nghỉ hoặc nhiều hơn, nhưng cũng không hỏi nhiều, xảy ra nhiều chuyện như vậy, tương lai của nhà họ Lâm cũng chỉ gửi gắm vào cậu con rể này thôi. Thậm chí ông ta hơi lo lắng, dù sao danh phận con rể này vẫn chưa chính thức, Lâm Mộng Đình và Lý Dục. Thần mau chóng kết hôn, dù sao dựa vào một tờ giấy hôn ước đó thì có bao nhiêu sức ràng buộc chứ. Lỡ như ngày nào đó con rể thay lòng. Nhà họ Lâm chẳng phải sẽ nguy hiểm ư? Nghe báo cáo kinh doanh mang tính tượng trưng, Lý Dục Thần đi thăm Lâm Thượng Nghĩa, ông cụ nhà họ Lâm. Hiện giờ khuôn mặt Lâm Thượng Nghĩa đã hồng hào, rạng rỡ, tinh thần phơi phới. Nhìn thấy Lý Dục Thần, liên tục khen thuốc thật linh nghiệm. Dục Thần à, tôi cảm thấy lại trở về hồi trẻ, bây giờ cho dù có con hổ, tôi cũng dám đi liều một phen. Ha ha ha! Lâm Thượng Nghĩa cười hào sảng. Người nhà họ Lâm cũng đều rất vui. Chỉ có Lý Dục Thần biết, Lâm Thượng Nghĩa không còn nhiều thời gian. Bây giờ ông cụ hoàn toàn dựa vào dược lực của đan hồi nguyên, và chân khí của Lý Dục Thần truyền vào trong cơ thể của cụ ấy.
Lý Dục Thần đã hứa với Lâm Thượng Nghĩa, nhất định sẽ cho ông cụ nhìn thấy khoảnh khắc anh và Lâm Mộng Đình đính hôn. Nghiêm Tuệ Mẫn đích thân xuống bếp, làm một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ thanh đạm. Lý Dục Thần và nhà họ Lâm cùng vui vẻ ăn một bữa, ngay cả Lâm Vân cũng được gọi về, cũng coi là cảm nhận được một chút thoải mái và vui vẻ trong không khí căng thẳng nhiều ngày. Trong bữa ăn, Lý Dục Thần phát hiện Trần Văn Học thích góp vui không đến, bèn hỏi Lang Dụ Văn. Lang Dụ Văn nói Trần Văn Học về Thân Châu rồi, lúc đi hình như rất gấp, có lẽ là chuyện gia đình. Lý Dục Thần cũng không nghĩ nhiều, nhưng Lang Dụ Văn không biết cố ý hay vô tình nhắc một câu. Đừng thấy anh Trần bình thường cười hi hi ha ha, thực ra rất cố gắng đấy. Chẳng còn cách nào, xuất thân con bà hai mà, địa vị ở nhà họ Trần không bằng các cậu khác. Lý Dục Thần ngẩn người. Xuất thân con bà hai, chẳng phải là con riêng sao? Lang Dụ Văn hình như nhìn ra điều nghi hoặc của Lý Dục Thần, nói, mẹ của Văn Học không gả vào nhà họ Trần, hồi nhỏ Văn Học ở cùng mẹ, sau này mới được ông cụ Trần nhận về. Mẹ anh ta đến nay vẫn không chịu gả vào nhà họ Trần. Cuối cùng Lý Dục Thần đã hiểu tại sao Trần Văn Học luôn không chịu thua, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài bất cần đời của anh ta, thì ra là vì mẹ anh ta. Anh có thể tưởng tượng, một cậu con trai con bà hai có địa vị thế nào ở nhà họ Trần, bất cứ lúc nào, trong lòng anh ta chắc chắn luôn nghĩ, không thể để mẹ mất mặt. Chú Lang, chú thân quen với người nhà họ Trần, nếu Văn Học có rắc rối gì, chú nhất định phải nói với tôi đấy. Lý Dục Thần biết rõ con người Trần Văn Học, bề ngoài cười hi ha, trong lòng kiêu ngạo, gặp chuyện sẽ không nhờ vả người khác. Lang Dụ Văn nói với Lý Dục Thần những chuyện này, đương nhiên cũng hy vọng Lý Dục Thần có thể giúp Trần Văn Học. Anh ta có thể theo Trần Văn Học đến thành phố Hòa, cho thấy quan hệ giữa họ không tâm thường. Thấy Lý Dục Thần chủ động nhắc, Lang Dụ Văn cười vui vẻ, có lẽ không có chuyện lớn gì, nếu có, tôi nhất định nói với anh. Bà Lâm, Nghiêm Tuệ Mẫn tiếp đãi chu đáo, ngoại trừ ông cụ, bà ta chăm sóc Lý Dục Thần nhất. Vừa gấp thức ăn lấy canh cho Lý Dục Thần, vừa ra sức hỏi có ngon không? Ngon lắm, ngon lắm. Lý Dục Thần thừa nhận bà Lâm nấu ăn rất ngon, tuy không bằng tay nghề đầu bếp của sư phụ Vinh, nhưng các món ăn thường ngày tinh tế, hương vị rất tuyệt. Bà Lâm thấy Lý Dục Thần thích ăn, cười tươi như hoa. Cậu thích ấy à, đợi cậu và Mộng Đình thành thần, ngày nào tôi cũng làm cho cậu ăn. Lý Dục Thần bất giác hơi lúng túng, sao lại nhắc đến chuyện thành thân rồi. Lâm Thu Thanh nhắc nhở nói, xem bà nói kìa, thanh niên người ta phải sống với nhau, một bà lão ngày nào. Cũng đi theo là sao hả? Bà Lâm bất mãn nói, ông che tôi già hả? Hừ, ông chê tôi, con rể không chê, sau này, tôi sống cùng con gái con rể, ông cứ ở đó mà ghen tức đi. Bà ta nói vậy khiến cả nhà cười ồ lên. Lý Dục Thần cũng không nhịn được cười. Bế quan 7 ngày, Lý Dục Thần từ trong phòng bước ra, cảm thấy bầu không khí tươi mát đến lạ. Bầu trời sáng trong như gương, dường như có thể nhìn xuyên qua cả bầu trời. Cơ thể sảng khoái không thể nói thành lời, sự biến hóa kỳ diệu đang diễn ra. Lý Dục Thần biết, cánh cửa tiên thiên đã mở ra, một chân đã đứng trước cửa, chỉ còn chờ một cơ duyên, chỉ cần một chút sức mạnh nữa là có thể bước qua được. Cơ duyên là thứ không thể vội vàng được, đến lúc thì tự nhiên nó sẽ đến thôi. Bạch Kinh Kinh vẫn đứng chờ bên ngoài, thấy Lý Dục Thần ra thì vui mừng nói, chúc mừng sư phụ xuất quan. Lý Dục Thần thấy Bạch Kinh Kinh mặc bộ váy trắng xinh đẹp như tiên dáng trần, lắc đầu nói, mày còn chưa đến lúc hóa hình, dùng hóa thuật thì cũng chỉ tạo được hư ảnh mà thôi, vẫn có sự khác biệt với con người nên cẩn thận có tiên nhân đi ngang qua lại tưởng mày là yêu tỉnh rồi đánh chết. Bạch Kinh Kinh lè lưỡi, cực kỳ quyến luyến biến lại dáng vẻ con nhím, nhỏ giọng than thở, thì người ta vốn là yêu tinh mà. Lý Dục Thần mỉm cười, Bạch Kinh Kinh nói đúng, nó vốn là yêu tinh, sao lại bảo tưởng nó là yêu tinh, tiên nhân mà đi ngang qua thì không cần biết nó là yêu tinh gì, chỉ cần gặp là tiễn luôn. Sư phụ, khi nào tôi mới có thể hóa hình, Bạch Kinh Kinh hỏi. Lý Dục Thần nói, yêu hóa thành hình người, ngoài ra tăng tu vi thì còn phải xem cả cơ duyên. Cơ duyên của mày chưa tới, tạm thời cứ tu luyện, gia tăng cảnh giới pháp lực lên, cơ duyên đến thì tự nhiên sẽ hóa thành hình người. Con nhím có chút khó chịu dựng thẳng gai lên, bực bội nhưng không nói. Với lại, đừng có gọi tao là sư phụ, Lý Dục Thần lại nói, tao có duyên với mày, nhưng tao không phải là người đã điểm hóa cho mày, nên không thể làm sư phụ mày được. À,
Tôi biết rồi, cậu Lý, nhím nhỏ đồng ý, đi dọc theo. Chân tường ra ngoài sân, đến chỗ táng cây ngô đồng ngoan ngoãn tu luyện. Biết Lý Dục Thần xuất quan, Mã Sơn đã sớm chờ bên ngoài, Lang Dụ Văn và Lâm Thu Thanh cũng tới. Dì Tình đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện về những gì đã xảy ra mấy ngày nay. Trong vòng 7 ngày qua, ngoài cuộc chiến ngày càng trở nên dữ dội của nhà họ Viên và nhà họ Lâm, thì cũng không có chuyện gì lớn. Lâm Mộng Đình và Đinh Hương vẫn bình an đi học. Trần Văn Học Vân còn ở Thân Châu, Lang Dụ Văn cũng không nói gì nhiều, tức là không có chuyện gì lớn. Món ăn Dì Tình làm cũng không tệ, nhưng so với bà Lâm thì có vẻ còn hơi sơ sài, thiếu đi sự chăm chút, lại có thêm mùi vị thôn quê. Không thể nói rõ món của ai ngon hơn, chỉ có thể nói là món họ nếu đều có hương vị riêng. Nghĩ tới đây, Lý Dục Thần lại thấy khó hiểu, tại sao người mẹ vợ tương lai vẫn luôn nhiệt tình với mình lại không thấy tới. Hỏi Lâm Thu Thanh thì mới biết được Nghiêm Tuệ Mẫn đã quay về nhà mẹ đẻ ở thành phố Mai. Nhà họ Nghiêm xảy ra chút chuyện, Lâm Thu Thanh thở dài nói, hai, thật ra cũng do chúng ta làm liên lụy. Bố vợ tôi là người sống tình nghĩa, không chịu đoạn tuyệt quan hệ với nhà ta, nhưng nhà họ Nghiêm cũng vì thế nên chịu đả kích, việc kinh doanh xuống dốc không phanh, ông ấy cũng vì thế nên bệnh không dậy nổi. Lý Dục Thần cau mày nói, là nhà họ Viên làm ư. Cũng không hẳn là nhà họ Viên đích thân ra tay, nhưng không thể thoát khỏi liên quan tới họ. Cậu cũng biết rồi đó, bây giờ cả tỉnh Nam Giang này chẳng có ai xem trọng nhà họ Lâm chúng ta, biết bao nhiêu người đang chờ cười vào mặt chúng ta, cũng có kẻ bỏ thêm đá xuống giếng. Những kẻ từng đối đầu với nhà họ Nghiêm lại trả mượn cơ hội này để đánh sâu vào mới lạ, vừa có thể báo được thù, còn có thể lấy lòng nhà họ Viên. Lâm Thu Thanh cười tự giễu, đó gọi là cây đổ bay khỉ tan, tường đổ thì người đẩy. Lý Dục Thần gật đầu, khỏi cần phải nói đến Trần Thế, dù là đạo môn tiên tông thì những chuyện đó cũng không có ít. Cần cháu hỗ trợ thì bác cứ nói với cháu một tiếng, Lý Dục Thần nói. Lâm Thu Thanh biết anh có y thuật rất giỏi, cười nói, chuyện này tôi có nghĩ tới, nhưng khi đó cậu còn đang bế quan mà. Nhưng hôm nay tôi nghe Tuệ Mẫn gọi về nói ông cụ đã khá hơn nhiều, chắc là không có vấn đề gì. Lý Dục Thần nói, sắp tới cháu phải đến thủ đô một chuyến. Khi cháu không có ở đây, có chuyện gì quan trọng thì bác có thể đến tiền đường tìm hồ sư ước của Đồng Khánh Đường, nói tên cháu, chắc là ông ấy sẽ nể mặt đôi phần. Ông Hồ ư? Lâm Thu Thanh cực kỳ khiếp sợ, không ngờ hồ sư ước lại nể mặt Lý Dục Thần. Nên biết rằng nhà họ Hồ tuy quyền thế không sánh bằng tam đại tiền đường, nhưng bàn về danh vọng thì họ cũng không thua kém ai. Hồ sư ước là quốc y tiền đường, là thánh thủ Hạnh Lâm, hơn nữa tuổi tác cũng đã cao. Chỉ có những ông lớn của gia đình bề thế mới có đủ mặt mũi để ông ta phải nể. Bọn họ đang trò chuyện thì chị Mai cũng tới, sư phụ Vinh và ông chủ Vương vội vàng theo sau. Lý Dục Thần ngạc nhiên nói, hôm nay quán giang hồ không kinh doanh hả? Sao cả ba người đều tới đây thế này, quán xá phải làm sao? Chị Mai cười nói, bây giờ quán giang hồ khác xưa rồi, bây giờ nhân lực đông đúc lắm. Tiểu Dương cũng đã học được ba phần tay nghề của sư phụ Vinh. Mấy món bình thường vẫn có thể giải quyết được. Hôm nay cậu xuất quan mà, chúng tôi chạy tới hưởng ké chút linh khí. Nhân lực đông đúc, Lý Dục Thần khó hiểu hỏi, nuôi nhiều miệng ăn như thế không lỗ vốn à? Toàn là sức lao động miễn phí cả, tốn bữa cơm thôi, sao mà lỗ được? Sức lao động miễn phí? Ha ha, không chỉ là sức lao động miễn phí, mà còn là một đám cao thủ, sư phụ Vinh cười to nói, hồi bữa đó. Có trưởng môn Lê Chấn Đông của phái Thiết Y đến đấy, cái tên đó mặc một bộ vải bố, tay nghề thì miễn bàn. Người đó vẫn còn chưa đi, bây giờ lại có thêm một Vũ Đức Biêu của Ưng Chảo Môn gì đó. Cái gì mà Vũ Đức Biêu, ông ta là trưởng môn Ưng Chảo Môn, Vũ Tu Nghị, ông chủ Vương cười hì hì nói, Vũ Tam Chảo của ông ta nổi tiếng cùng với Vương Thiết Thủ của tôi, sao mà tôi không biết được. Rồi rồi rồi, biết ông tung hoành giang hồ, biết nhiều người rồi. Sư phụ Vinh chế nhạo nói, người ta gọi ông ta là Vũ Đức Biêu, ông có biết thì cũng là Vũ Đức Biêu mà thôi. Có trời mới biết tại sao ông ta lại đổi thành cái tên Vũ Đức Biêu đớ, ông chủ Vương cong môi cười, đầu lại lắc như trống bỏi tục không chịu được. Lý Dục Thần chỉ cười không nói. Không ngờ cái tên cổ hủ này cũng biết thay đổi theo thời thế lắm, sửa cái tên lại mò đến tận nhà. Chị Mai ngăn sư phụ Vinh và ông chủ Vương tiếp tục. Khắc khẩu, nói. Không cần biết ông ta là Vũ Tu Nghị hay là Vũ Đức Biêu,
nói chung đều là cao thủ ưng thảo, sau này mấy công việc như bóc tỏi bắt lươn này nọ không phải lo nữa rồi. Mã Sơn nghe mà sửng sốt, cừ thật, mấy người này lại sai bảo môn chủ của ưng chảo môn như nhân viên tạp vụ, dùng ưng chảo để bóc tỏi, bắt lươn. Lý Dục Thần nhắc tới chuyện đi thủ đô, nói, sư phụ Vinh, ông quen thuộc thủ đô, còn được ghé qua khu bếp của nhà họ Lý, hay là ông theo tôi đi nhé, cũng có thể dẫn đường cho tôi. Sư phụ Vinh nghe thế thì lập tức nhăn nhó như khổ. Qua, ai ra, đó chỉ là những chuyện thời xưa xưa, tôi cũng không đến thủ đô từ lâu rồi, đông tây nam bắc gì tôi cũng không biết. Lý Dục Thần thấy ông ta không chịu thì cũng thôi, không ép, dù sao đến thủ đô rồi hỏi thăm thêm một chút cũng được. Ông chủ Vương lại đột nhiên nói, không phải do ông ta mù đường, mà là thời còn trẻ đã kết thù ở thủ đô nên mới chạy đi, cậu nghĩ xem ông ta có dám trở về không? Sư phụ Vinh lập tức trở mặt nói, này họ Vương kia, thích đâm vào chỗ đau của người khác lắm đúng không? Năm đó ông cũng giết người bị truy nã đấy thôi, nếu không có A Mai cứu thì chắc ông đã ngồi tù từ lâu rồi. Ông chủ Vương vẫn cười, nhưng nụ cười đó hơi khó coi, ông khỏi nói tới tôi đi, cậu Lý người ta bảo ông cùng đến thủ đô, ông chỉ cần nói là ông có dám đi hay không thôi. Sư phụ Vinh chỉ vào ông chủ Vương nói, ô tôi không biết chắc, tôi đi rồi ông lại tranh thủ ở riêng với A Mai chứ gì. Một bụng âm mưu của ông đấy. Ai mà biết ông có làm ra mấy chuyện như bỏ thuốc này kia hay không? Ông xem tôi là loại người gì thế? Tấm lòng của tôi dành cho A Mai có trời đất chứng giám nhé? Ông chủ Vương cười hì hì chỉ vào đèn thề, Vương thiết thủ tôi sao mà làm ra mấy chuyện đó được? Chắc là trong đầu ông đã có tính toán này từ trước rồi chứ gì? Chị Mai đột nhiên đập bàn, đủ rồi. Nếu đã thế thì cả ba chúng ta cùng đi. Hai người kia đều sửng sốt, chìm vào sự im lặng đến lạ. Ông chủ Vương lên tiếng trước, tôi cảm thấy thế cũng được, tiện thể giúp ông giải quyết kẻ thù kia, để ông không phải trốn tránh mãi thế nữa. Da mặt sư phụ Vinh run lên, nói kẻ mà tôi đã đắc. Tội, e là ba người chúng ta cộng lại cũng không đánh nổi. Ông đắc tội ai thế? Trương Điên. Trương Điên võ sĩ đấy hả? Ông chủ Vương và chị Mai đều kinh hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.